chương 600, đưa tạo hóa, ngạc quy lời nói để cho vương đằng tâm khó mà bình tĩnh. Đời trước chính mình, là một cường giả cái thế, ý đồ đi ngược lên trời, cùng thần đánh cờ, kết quả cuối cùng lại lấy thảm bại thu chàng sao. Như vậy đời này đây, đời này chính mình, thực lực tu vi kém xa tiết tắp đời trước, cho đến bây giờ, bất quá mới đạo cung bí cảnh, liền thần thông cũng còn không luyện thành, pháp lực cũng còn không có tu luyện được, so với đời trước tranh lệch khá xa. Mà dựa theo trước mắt đầu này ngạc quy cách nói, lần này đại thanh tẩy rất có thể là một lần cuối cùng tương hội rất là liệt đời trước chính mình còn không cách nào nghịch thiên như vậy đời này thì như thế nào có thể siêu thoát mà ra vương đằng giờ phút này tâm loạn như ma nhưng rất nhanh vương đằng trong đầu đột nhiên một vệt ánh sáng minh nở rộ mơ quang trong nháy mắt trở nên hừng hực lên bất luận đời trước kết quả như thế nào hắn bây giờ sống ở đời này năm xưa thất bại sao có thể giao động hắn mà nay quyết tâm vô luận kết quả như thế nào hắn tâm tình đều không thể tiết, tu anh dũng đi trước, cạnh tranh cầm một chút hy vọng sống, cho dù cuối cùng sinh tử đạo tiêu, cũng phải ở nơi này đại thế bên trong lưu lại một đạo vết tích, vang lên một đóa đợt sóng, phương không phụ. Nghĩ tới đây, vương đằng ánh mắt nhất thời trở nên càng thêm kiên định, thậm chí hắn đạo tâm, cũng càng thêm sáng sủa, trong veo không rãnh, bất cứ chuyện gì, đều khó đem dung chuyển. Trên người hắn, phát ra vô tận chiến ý, có ý chí bất khuất, vô biên phong mang, từ trên người hắn hung tràn ra, như muốn đem ngày này cũng thọt người kế tiếp lỗ thùng. Ừ, Ngạc Quy chú ý tới vương đằng trên người biến hóa, một đôi đục ngầu ánh mắt nhìn chằm chằm vương đằng, tại hắn trong con mắt, cái bóng ngược đi ra lại là một cây kiếm. Một cái sắc bén kiếm, như muốn phá vỡ thiên khung, chém chết hết thảy cây có gai. Ngươi, Ngạc Quy há mồm một cái, nhìn chằm chằm vương đằng ánh mắt chấp động, cuối cùng hít sâu một cái nói, không nghĩ tới đời này ngươi, mặc dù tu vi không còn năm xưa, nhưng nhưng không mất năm đó nhuệ khí. Bất quá, để lại cho ngươi thời gian nhưng là không nhiều, trong lúc ở chỗ này, hy vọng ngươi có thể làm hết sức trở nên mạnh mẽ đi, thật đến đại kiếp hàng lâm ngày hôm đó, lão quy còn muốn cùng ngươi sóng vai một lần. Ngạc quy nhẹ giọng nói, ngươi đã bây giờ cùng ta tao ngộ, ta liền đưa ngươi một cọc tạo hóa đi. Tiếng nói rơi xuống, ngạc quy há mồm, phun ra một đoàn hạt châu màu vàng đất, trên hạt châu mặt, lạc ấn đến hai chữ, hỗn nguyên. Hỗn nguyên châu, ở nơi này hỗn nguyên châu thượng, tản mát ra hừng hực hào quang màu vàng đất, từng cổ một nặng nề khí tức, dũng động. Đây là hỗn nguyên châu, là do trong cơ thể ta huyền vũ huyết mạch, cộng thêm rất nhiều tài liệu chân quý luyện chế mà thành, chính là thổ thuộc tính pháp bảo, chính giữa ẩn chứa vượt qua tầm thường thuộc tính ngũ hành thổ thuộc tính lực lượng. Ta xem người ngũ đại đạo cung đã tu luyện thứ tư, duy chỉ có còn thiếu thiếu tỷ tạng đạo cung chưa từng tu luyện, chắc là còn không có tìm được thích hợp thổ thuộc tính tài nguyên. Này cái hỗn nguyên châu, coi như là lão quy tặng quà cho ngươi, tin tưởng hỗn nguyên châu bên trong ẩn chứa thổ thuộc tính lực lượng, so với người năm xưa dùng vạn vật tạo hóa thổ muốn tốt hơn một chút. Ngạc Quy mở miệng nói, hỗn nguyên châu hướng vương đằng bay. Vương đằng có thể rõ ràng cảm nhận được, ở nơi này hỗn nguyên châu chính giữa, ẩn chứa vô cùng kinh khủng thổ thuộc tính lực lượng. Vương đằng minh bạch, hỗn nguyên châu, không chỉ là ẩn chứa cường đại thổ thuộc tính lực lượng, đồng thời cũng là một cọc vô thượng trí bảo. Trước mắt đầu này Ngạc Quy đã không biết sống bao nhiêu năm, trải qua không biết bao nhiêu lần đại thanh tẩy, từng cái luân hồi ba chục ngàn năm, có thể tưởng tượng được đầu này ngạc quy tồn tại, rốt cuộc có bao nhiêu rất xưa. Mà mai hỗn nguyên châu, chính là do ngạc quy trong cơ thể một tia huyền vũ huyết mạch, cộng thêm đủ loại tài liệu chân quý tế luyện mà thành, lại bị ngạc quy vô tận tuế nguyệt lực lượng cọ rửa, đây tuyệt đối là một cọc cơ duyên vô cùng to lớn. Người bây giờ tu vi quá thấp, tối đa chỉ có thể hấp thu hỗn nguyên châu bên trong từng tia thổ thuộc tính lực lượng tu luyện tỳ tạng đạo cung, lấy hỗn nguyên châu chấn thủ tỳ tạng đạo cung, muốn cưỡi nó ngăn địch, lấy người thực lực bây giờ, còn cưỡi không dừng được. Bất quá hỗn nguyên châu có linh, mặc dù ngươi thực lực bây giờ không cách nào cưỡi nó, không cách nào cho thấy nó uy lực chân chính, nhưng lại có thể ở ngươi nguy nan trước mắt, cứu tính mạng ngươi. Ngạc quy mở miệng nói, hỗn nguyên châu bay đến vương đằng trước mặt, cảm thụ hỗn nguyên châu phía trên tản mát ra từng luồng tinh thuần cực kỳ thổ thuộc tính lực lượng, vương đằng tim đều không khỏi bịch bịch nhảy lên lên. Có hỗn nguyên châu, hắn ngay lập tức sẽ có thể hoàn thiện người cuối cùng đạo cung tỷ tạng đạo cung. Mà lấy hắn nội tình, tỷ tạng đạo cung viên mãn sau, hắn liền lập tức có thể vượt qua mệnh bí cảnh, tấn thăng tiên đài bí cảnh. Tiên đài bí cảnh chính là chế tạo nguyên thần, gia cố thần hồn, tinh luyện tinh thần, là tấn thăng thần thông bí cảnh, đánh hạ tối hậu cơ sở. Làm tiên đài viên mãn là được ngưng luyện pháp lực, lấy pháp lực xông phá cuối cùng gông xiềng, những ràng buộc, tiến quân thần thông bí cảnh, bước vào tu sĩ điện đường trở thành một danh giơ tay lên gian liền có thể hô phong hoán vũ, di sơn đảo hải tu sĩ cường đại. Tiền bối, quá quý trọng, nhìn trôi lơ lửng ở trước mắt mình hỗn nguyên châu vương đằng có chút khó mà chính mình nhưng cọc tạo hóa thật rất nặng hỗn nguyên châu chính giữa nhưng là ngưng tụ một tia huyền vũ huyết mạch có thể tưởng tượng hỗn nguyên châu đối với ngạc quy cũng là vô cùng trọng yếu hắc hắc bây giờ ngươi biết khách khí với ta năm xưa ngươi ở trước mặt ta nhưng là tùy tiện cực kỳ cầm đi đi ngươi ngũ đại đạo cung còn lại tứ đại đạo cung đều là lấy cực phẩm thuộc tính ngũ hành nguyên khí tu luyện a à, không đúng, người lá gan đạo cung, này cổ thịnh vượng một thuộc tính tinh khí. Ngạc quy chính thẳng thắn nói, đột nhiên cảm ứng được vương đằng trong cơ thể lá gan đạo cung nồng nặc kia cực kỳ một thuộc tính tinh khí, trong lòng nhất thời cả kinh. Người tốt, người tiểu tử này thật đúng là khí vận không cạn, tiệt mộc chi mặc dù ta không nhận ra là vật gì, nhưng ẩn chứa trong đó bằng bạc sinh mạng tinh khí, trong đó một thuộc tính linh khí, càng là vượt qua cực phẩm phẩm chất, thậm chí ta hỗn nguyên đan, cũng phải kém hơn rất nhiều còn ngươi nữa cổ thân thể này xem ra đời này ngươi nội tình so với ban đầu còn phải càng thâm hậu hơn a à. ngạc quy quan sát tỉ mỉ liếc mắt vương đằng nhất thời không khỏi hít sâu một cái một đôi đại hai mắt trợn tròn xoe nhìn chằm chằm vương đằng đã lâu ngạc quy đột nhiên tuét miệng cười một tiếng nói tại sao ta cảm giác đời này ngươi mặc dù bây giờ tu vi còn rất thấp hèn nhưng là lại so với dĩ vãng bất kỳ một đời cũng càng có hy vọng siêu thoát đi ra ngoài chính là không biết thời gian là hay không còn kịp ngạc quy mở miệng nói hỗn nguyên châu ngươi liền an tâm thu cất đi vô số năm qua ta không có chuyện làm lại đảo cổ lần nữa ngưng luyện một viên ngạc quy hướng về phía vương đằng nháy nháy mắt vương đằng nhất thời không khỏi trừng thẳng ánh mắt như vậy cũng được bất quá nếu đối phương cũng nói như vậy vương đằng cũng sẽ không kiểu cách hắn xác thực yêu cầu này cái hỗn nguyên châu có viên này hỗn nguyên châu thực lực của hắn ngay lập tức sẽ có thể tăng lên một mảng lớn đã như vậy vậy thì cảm ơn tiền bối vương đằng nhận lấy hỗn nguyên châu hướng về phía đầu này ngạc quy cung kính chắp tay thi lễ một cái. chương 601, bế quan tu luyện, ai ngươi xem một chút ngươi, luân hồi một đời làm sao lại theo ta sinh phân. Làm ta đều muốn đem năm xưa một ít trí nhớ truyền thua ngươi, bất quá như vậy có lẽ sẽ đối với ngươi tâm cảnh tạo thành rất lớn đánh vào, ảnh hưởng đến ngươi tu luyện. Ngạc quy nói lầm bầm, vương đằng nghe vậy không khỏi cười cười, sau đó ánh mắt rơi vào phong ấn đó trên trận pháp, có chút trầm ngâm nói cửu mục tỏa long trận, Tin đồn là thái cổ thời kỳ một tên cường trận pháp lớn sư khốn tỏa chân long sáng chế xuống trận pháp, bất quá trước mắt cửu mục tỏa long trận cũng không hoàn chỉnh, nhưng mà cửa kia trận pháp một cái biên giác, ta đối với trận pháp ngược lại có một ít biết, ngược lại là có thể trợ giúp tiền bối từ nơi này phong ấn trong trận pháp đi ra ngoài, bất quá lại cần một ít thời gian. Đối trước mắt đầu này ngạc quy, vương đằng đã không hề như vậy phòng bị. Không phải là bởi vì đối phương cho hắn một quả hỗn nguyên châu, hắn liền bị đối phương cho hoàn toàn thu hẹp tâm thần, mà là bởi vì hắn biết, lấy trước mắt đầu này ngạc quy thực lực, cho dù là đang bị phong ấn trạng thái, nếu thật muốn gây bất lợi cho hắn, cũng có thể dễ dàng đưa hắn nghiền giết. Nhưng đối phương lại không có làm như vậy, điều này nói rõ đối phương đối với hắn cũng không có ác ý. Ồ, ngươi lại biết trận pháp đại đạo, ngươi đời này vừa mới bắt đầu đi, ta quan trên người của ngươi bất quá 16-17 đạo tuế nguyệt vết tích, 16-17 tuổi, ngươi lại học được trận pháp, thậm chí ngay cả ta đây phong ấn trận pháp cũng có thể phá giải. Ngạc Quy nghe vậy có chút kinh ngạc, bất quá ta trên người trận pháp này, người có thể ngàn vạn lần chớ cho ta cởi ra, cửa này trận pháp chính là chính ta thật sự bố trí, mục đích cũng không phải là là giam giữ ta chính mình, mà là phong ấn trên người của ta khí thức ba động, nếu người bây giờ cho ta mở ra phong ấn, kia trên 9 tầng trời tồn tại, rất có thể sẽ nhận ra được, đến lúc đó đại kiếp có lẽ đem trước thời hạn hàng lâm. Ngạc Quy thần tình nghiêm túc nói, vương đằng nghe vậy không khỏi mắt sáng lên, không nghĩ tới phong ấn trận pháp, lại là đối phương chính mình thật sự bố trí. Thị vì tránh ở phía trên thương cảm ứng được, là sống tạm, cũng vì có thể tiếp tục xúc tích lực lượng, không thể không tiến hành tự mình phong ấn. Đáng tiếc, ta thiên phú rất bình thường, trong cơ thể huyền vũ huyết mạch không đủ đậm đà, chỉ có thể dựa vào đại lượng tuế nguyệt tới lắng động, mới vừa có bây giờ uy thế, lần này đại kiếp, liền đem là hướng ta vô tận tuế nguyệt lắng động xuống tu là một cái kiểm tra. Ngạc quy có chút buồn bã nói, tiền bối không cần như vậy bi quan, có lúc mang lòng hy vọng, cũng là một loại lực lượng. Vương đằng mở miệng an ủi, "Ha ha, nói không tệ, tích lũy nhiều như vậy đời, chúng ta chưa chắc không thể cùng kia thượng thương đánh một trận. Chính là không biết đời này người ta có hay không có cơ hội sóng vai." Ngạc Quy cười nói, "Sẽ có cơ hội." Vương đằng cười nói, từ đầu chí cuối, hắn cũng không có nghĩ qua muốn ngồi chờ chết. Ở đại kiếp đến trước khi tới, hắn sẽ đem hết toàn lực đi trở nên mạnh mẽ, đến lúc đó đem ngày đó thọt người kế tiếp lỗ thủng tiền bối cho ta như thế một cọc tạo hóa, ta cũng có đồ tặng cho tiền bối, chính là không biết đối với tiền bối có hữu dụng hay không. Vương Đằng có chút trầm tư một phen, sau đó mở miệng nói. Ồ, ngươi có vật gì muốn đưa ta? Ngạc Quy nghe vậy kinh ngạc nhìn Vương Đằng, Vương Đằng bây giờ bất quá đạo cung bí cảnh tu vi, có thể có vật gì đưa cho mình. Đây cũng là để cho hắn có chút hiếu kỳ, Vương Đằng không có nhiều lời, đem ban đầu truyền thụ cho xích lân long xà huyết mạch để luyện chi pháp, truyền vào Ngạc Quy trong óc ngạc quy kia đục ngầu ánh mắt nhất thời liền nồng nhiệt múc huyết mạch tinh luyện phương pháp trong lòng của hắn cả kinh ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm vương đằng cảm giác người thiếu niên trước mắt này cùng mình trong ấn tượng người kia có chút không quá giống nhau hy vọng có thể đối với tiền bối có chút trợ giúp vương đằng khẽ mỉm cười nói hô ngạc quy hít sâu một cái nhìn vương đằng đạo nếu ta có thể sớm một cái kỷ nguyên lấy được huyết mạch tinh luyện phương pháp như vậy lần này đại kiếp ta có lẽ liền có hy vọng rất lớn có thể vượt qua bất quá bây giờ lại cũng cho ta nhiều một phần hy vọng có lòng bây giờ bắt đầu vậy lúc vầy không muộn nói thêm thăng một tia thực lực đem tới phá kiếp hy vọng cũng liền lớn hơn một chút vương đằng mở miệng nói ngạc quy gật đầu một cái đạo có huyết mạch đề luyện chi pháp ta liền có thể tăng lên trong cơ thể ta huyền vũ độ đậm của huyết thống đến lúc đó thực lực của ta cũng sẽ tăng lên một mảng lớn ta bây giờ liền đi tìm hiểu tu luyện đại kiếp hàng lâm lúc ta ngươi tạm biệt tiếng nói rơi xuống ngạc quy liền lần nữa nằm xuống lại đi nhanh chóng rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái kia cửu mục tỏa long trận cũng vì vậy bình thản trở lại công tử chuyện này chu tùng đi tới vương đằng bên người nhìn trước mắt đầu này to lớn ngạc quy trong đầu hồi tưởng lại mới vừa vương đằng cùng ngạc quy giữa đối thoại trong lòng cũng là sóng mãnh liệt không cách nào bình tĩnh không cần nghĩ quá nhiều làm tốt chính mình nên làm việc cố gắng lớn mạnh chính mình đến lúc đó đại kiếp đến chúng ta mới có hy vọng tranh đoạt một đường sinh cơ kia vương đằng mở miệng nói Chu Tùng nghe vậy gật đầu một cái. Vương Đằng đưa tay, đem ngạc quy vác trên lưng thua hậu thổ thượng sinh trưởng thất thải thiên tâm liên tháo xuống. Trong tay đắn đo đến thất thải thiên tâm liên, Vương Đằng ngẩng đầu nhìn liếc mắt thiên khung, thượng thương sao. Các người còn làm không nổi thượng thương tên. Vương Đằng sâu xa nói, người khác không biết kia đại kiếp phía sau tồn tại, nhưng hắn vẫn biết, kia đại kiếp người sau lưng, coi là thần giới một cái cái thần cảnh cường giả không thể nghi ngờ. Không có chỉ hoãn nữa thời gian, Vương đằng nhanh chóng đem linh dược viên bên trong cao phẩm linh dược cũng vơ vét không còn gì. Sau đó tìm một cái linh khí nồng nặc nhất địa phương, liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Hắn muốn bắt đầu tu luyện tỳ tạng đạo cung, đem ngũ đại đạo cung hoàn toàn hoàn thiện viên mãn. Hai người các ngươi làm hộ pháp cho ta, Chu Tùng, người trước đây thủ lữ hồng một trưởng kia thương thế không nhẹ. Đây là ta luyện chế chữa thương đan dược, có thể giúp ngươi khôi phục nhanh chóng thương thế. Ngoài ra, ta lại truyền cho ngươi một môn trận đạo chân nghĩa bên trong thâu tóm rất nhiều trận đạo kiến thức, trận đạo hiểu, cùng với cảm ngộ, còn có đủ loại cấp bậc trận pháp, người lại tự đi nghiên cứu tìm hiểu, nếu không có lời giải, đối đãi với ta sau khi xuất quan có thể hỏi ta. Vương Đằng giao phó một phen, truyền thụ Chu tru Tùng một môn trận đạo chân nghĩa sau, liền trực tiếp bế quan tu luyện lên. Hỗn Nguyên Châu trôi lơ lửng ở Vương Đằng trước người, tản ra thổ hoàng sắc phần sáng, từng đợt sóng tinh thuần minh mông siêu cực phẩm thổ thuộc tính lực lượng gột rửa, còn như thủy triều dâng trào. Vương Đằng vận chuyển công pháp, bắt đầu điên cuồng hấp thu hỗn nguyên châu chính giữ gột rửa đi ra thổ thuộc tính lực lượng, vô tận thổ thuộc tính lực lượng đem Vương Đằng bao phủ, ở Vương Đằng quanh thân tạo thành một cái thổ hoàng sắc kén. Đậm đà mà tinh thuần thổ thuộc tính lực lượng tràn vào Vương Đằng trong cơ thể, bị Vương Đằng luyện hóa, tiếp dẫn vào tỷ tạng, khai thác tỷ tạng đạo cung. Hói đầu hạc cùng xích lân long xà là là thủ hộ ở Vương Đằng bên người, vì hắn hộ đạo. Về phần khôi lỗi bạch long, chính là bị Vương Đằng thu, bởi vì khôi lỗi Bạch Long cần phải hao phí lực lượng, mặc dù khôi lỗi Bạch Long trung tâm nhiên liệu luyện vào đại lượng hỏa linh tinh thạch. Nhưng hỏa linh tinh thạch cuối cùng có hạn, không thể nào không hạn chế cung cấp lực lượng cho khôi lỗi Bạch Long, cho nên có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Chương 602, luyện chế bảo đan. Ở vương đằng bế quan tu luyện thời điểm, yêu tộc mọi người cũng tiến vào cổ dược viên bên trong, bởi vì nơi này chỉ có một lối đi, bọn họ không vào vào cổ dược viên liền không chỗ có thể đi bất quá đây là đang vương đằng đem cổ dược viên bên trong linh thảo bảo dược cũng vơ vét không còn gì sau bọn họ mới dám đi vào nếu không lo lắng vương đằng hiểu lầm bọn họ muốn cướp lấy linh thảo bảo dược đưa tới sát cơ có trước đây một màn bọn họ bây giờ đối với vương đằng có thể nói kiêng rẻ không thôi liếc mắt nhìn tại chỗ ngồi tính tỏa bế quan tu luyện vương đằng cùng với thủ hộ ở vương đằng bên người xích lân long xà còn có hói đầu hạc yêu tộc mọi người nhanh chóng rời đi không dám ở nơi này ở lâu công tử thật đúng là hung uy cái thế a à liền yêu tộc những người này đều bị áp phục, đối với công tử tránh không kịp. Phục chữa thương đan dược đang ở chữa thương Chu Tùng liếc mắt nhìn vội vã rời đi yêu tộc mọi người, không khỏi có chút thở dài nói. Trước đây bọn họ 10 đại tông môn cao thủ, hội tụ vào một chỗ, đều không cách nào để cho yêu tộc những người này như vậy, nhưng vương đằng một người, nhưng là miễn cưỡng khuất phục bọn họ. Dùng vương đằng luyện chế chữa thương đan dược sau, Chu Tùng thương thế thật nhanh khôi phục, sau đó liền bắt đầu tìm hiểu vương đằng truyền thụ cho hắn trận đạo chân nghĩa, trong nháy mắt liền mê mệt đi vào, không thể tự kiềm chế. Đối với vương đằng truyền thụ trận đạo chân nghĩa bên trong các loại trận pháp kiến thức cùng ảo diệu thán phục không thôi, như si như cuồng. Thời gian cực nhanh, chớp mắt 7 ngày liền đi qua, kia thổ hoàng sắc ké lớn ngày hôm đó đột nhiên rắc rắc một tiếng nứt ra, một cổ nặng nề khí tức, mãnh liệt ra. Vương đằng cả người khí tức, trở nên vô cùng nặng nề, ngưng luyện, thân thể trong suốt, ngũ tạng thật sự vào thời khắc này đồng thời tản ra hừng hực ánh sáng. Ngũ đại đạo cung, toàn bộ mở ra đến, trong đó bẩn đạo cung, lá gan đạo cung, buồng phổi đạo cung, cùng với tỷ tạng đạo cung tứ đại đạo trong cung, lượng thiên xích, thế giới thụ nhánh cây, kinh lôi kiếm, hỗn nguyên châu chờ mỗi người chấn thủ trong đó. Chỉ có thận tạng đạo cung, còn kém một cái thủy thuộc tính pháp bảo chấn giữ. Bất quá một điểm này vương đằng ngược lại không gấp, ngũ đại đạo cung đều đã thành công mở ra, tu luyện viên mãn. Mỗi một đạo cung ít nhất đều là dùng cực phẩm thuộc tính ngũ hành tài nguyên tu luyện tu luyện mà thành, hắn ngũ đại đạo cung bền chắc không thể gảy hơn nhiều bình thường nhân đạo cung muốn cường thịnh. Về phần thận tạng đạo cung khiếm khuyết thủy thuộc tính pháp bảo, có thể sau này tìm đến thích hợp bảo vật ở luyện vào đi vào liền có thể, cũng không liền ảnh hưởng lớn. Đạo cung bí cảnh, rốt cuộc viên mãn, vương đằng chậm rãi mở hai mắt ra, quanh thân kia thổ hoàng sắc nốt phồng dày hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành từng cổ một thổ hoàng sắc lực lượng tinh khí dòng lũ, tràn vào vương đằng tỷ tạng đạo trong cung. Sắc sắc, vương đằng trong cơ thể truyền tới một tiếng thanh thúy âm thanh, ngũ đại đạo cung đồng thời lưu chuyển ra ngũ hành chi lực hội tụ vào một chỗ xông vào vương đằng luân trong biển cái gọi là luân hải chính là đan điền chỗ cường đại tinh thuần thuộc tính ngũ hành lực hội tụ đồng thời chìm vào đan điền hóa thành một cái ngũ hành từng cổ một ngũ hành lực lượng mãnh liệt bồi bổ đan điền đối với đan điền tiến hành cường hóa rèn luyện cuối cùng ngũ hành cao độ ngưng tụ trong đan điền cắm rễ hóa thành một cái nguồn suối chính giữa liên tục không ngừng xông ra sinh mạng tinh khí cùng với cường đại tinh thuần chân khí lực lượng. Cái này nguồn suối, được đặt tên là Mệnh viền. vương đằng nội tình thâm hậu, đã sớm tích lũy đủ lực lượng, ở ngũ đại đạo cung viên mãn sau, chính là trực tiếp ngưng tụ ra Mệnh viền. tấn thăng đến Mệnh viền bí cảnh. Vương đằng dẫn dắt thuộc tính ngũ hành lực đối với Mệnh viền tiến hành cường hóa gia cố, sau đó liền đem bội cây kia thất thải thiên tâm liên lấy ra. Thất thải thiên tâm liên, đủ để cho ta tu vi tiến hơn một bước, tấn thăng tiên đài bí cảnh. Vương đằng ánh mắt sáng quắc, bất quá, hắn cũng không có trực tiếp luyện hóa thất thải thiên tâm liên, như vậy quá lãng phí. Những linh dược này, mặc dù thân dược lực kinh người, nhưng phối hợp các linh dược khác luyện chế thành đan dược, mới có thể đem tác dụng càng triệt để hơn phát huy ra. Hơn nữa, luyện chế thành đan dược sau, cũng càng thêm dễ dàng luyện hóa hấp thu. Vương đằng nếu như mình không biết luyện đan, kia trực tiếp đem thất thải thiên tâm liên dùng luyện hóa cũng không sao, nhưng vương đằng thân chính là luyện đan sư, hơn nữa trên người linh dược tài nguyên phong phú vô cùng, thân thì có phong phú tài sản, lần này lại nhất cử chu diệt hai mươi mấy thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh cao thủ, những người này từng cái cũng đều là giàu có đến mức nước đố đổ vách, trên người tích lũy tài nguyên cũng không phải ít. Cho nên phối hợp thất thải thiên tâm liên luyện chế đan dược còn lại dược liệu, vương đằng cũng là cái gì cần có đều có. Liên luyện chế thiên tâm đan được, thiên tâm đan có thể mức độ lớn nhất phát huy ra thất thải thiên tâm liên dược lực, hơn nữa vừa vặn đối với lục phủ ngũ tạng có một cái tiến một bước cường hóa tác dụng, ta vừa mới viên mãn ngũ đại đạo cung, cùng với luyện thành mệnh tuyền, thiên tâm đan vừa vặn thích hợp. Vương Đằng không do dự, đem lò luyện đan lấy ra, tại chỗ liền bắt đầu động thủ luyện chế thiên tâm đan. Nửa ngày sau, một cổ đậm đà mùi thơm bắt đầu từ trong lò luyện đan xông ra. Thậm chí trong hư không hiện lên từng đảo hào quang năm màu, không trung đáp xuống các loại tường thủy, nhiều đóa tường vân, từ trong lò luyện đan bay ra ngoài, trôi lơ lửng đang luyện đan lò phía trên. Đây là, bảo đan, vương đằng nhất thời ánh mắt một thịnh, nhất thời mừng rỡ không thôi hắn trước đây cũng đã có thể dễ dàng luyện chế ra cực phẩm đỉnh phong linh đan mà nay tu vi sau khi tăng lên cộng thêm lần này luyện chế thiên tâm đan bên trong thuốc chủ yếu chính là bảo dược cấp bậc thất thải thiên tâm liên lần này vương đằng lại là luyện chế ra một lò bảo đan vô tận sáng mờ từ trong lò đan sinh ra ngay cả đắm chìm trong trận đạo cảm ngộ bên trong chu tùng đều bị thức tỉnh nhìn thấy vương đằng trước mặt trong lò luyện đan sinh ra các loại tường thủy, còn có trong hư không đẹp đẽ dị tưởng, không khỏi mở to hai mắt đây là bảo đan công tử lại còn biết luyện đan chi đạo, hơn nữa lại luyện chế ra trong truyền thuyết bảo đan. Chu Tùng trong lòng vén lên kinh đào hãi lãng, bảo đan, đây thật là trong truyền thuyết đan dược, mười đại trong tông môn, lấy đan đạo lập tông đan đỉnh tông, cũng luyện chế không ra bảo đan. Tối đa chỉ có thể luyện chế linh đan, hơn nữa luyện chế linh đan tỷ lệ thành công còn không cao. Mà giờ khắc này, vương đằng lại ngay trước hắn mặt, luyện chế ra một lò bảo đan đến, làm sao không đưa hắn giật mình. Hiu hiu hiu, nhưng mà ngay tại lúc này, trong lò đan, kia một quả bảo đan nhưng là đột nhiên phóng lên cao, lại là đạt được một chút linh trí, muốn chạy trốn. Muốn đi, vương đằng lạnh rên một tiếng, cường đại chân khí trong nháy mắt phun ra, đưa tay chộp một cái, liền đem cái viên này bảo đan bắt vào trong tay. Này cái bảo đan còn muốn chạy trốn đi, ở vương đằng trong tay dễ dụa, nhưng lại không tránh thoát. Sở dĩ sẽ sinh ra linh trí, là bởi vì thất thải thiên tâm liên chính là bảo dược cấp bậc dược liệu, sinh trưởng thời hạn rất xa xưa, mỗi ngày hấp thu thiên tinh đất hoa, trong đó linh khí so với một loại linh thảo phải cường đại hơn một chút. Cộng thêm rất nhiều linh dược là phụ, bị luyện chế thành đan, trong đó linh khí hội tụ vào một chỗ, thì có linh tính. Chỉ bất quá, lần này cũng không phải là một lò cửu đan, bởi vì bảo đan thành đan khó khăn, toàn bộ nhân tài, linh khí, tất cả đều hội tụ ở nơi này một viên bên trong. Không cách nào thúc đẩy quả thứ hai bảo đan ngưng tụ thành hình. chương 603, tiên đài bí cảnh, không nghĩ tới lại luyện thành bảo đan, xem ra ta tu vi sau khi tăng lên, nguyên tu vi cảnh giới đối với ta luyện đan hạn chế cũng buông lỏng rất nhiều, bây giờ ta đã có thể luyện chế ra bảo đan cấp khác đan dược tới. Vương Đằng mặt đầy vẻ vui mừng, bảo đan so với linh đan dược liệu còn cường đại hơn nhiều. Vương Đằng không trần chờ, trực tiếp một cái đem thiên tâm đan nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt, khổng lồ tinh khí lực lượng liền từ trong bụng bắt đầu tan ra, Vương Đằng lúc này ngồi xếp bằng làm xong, vận chuyển công pháp, luyện hóa thiên tâm đan cường đại dược lực, củng cố mệnh viện, sau đó đánh vào tiên đài. Sau ba ngày, một con thương long từ vương đằng bụng dâng lên, một đường đi lên trên, hướng vương đằng cái chán phóng tới. Dọc đường bất kỳ những ràng buộc, bất kỳ gông xiềng, hết thảy đều bị kéo đứt, bị hướng vỡ. Giống, trong mơ hồ, thậm chí có thể nghe được mơ hồ tiếng rồng ngâm, từ vương đằng trong cơ thể phát ra. Dĩ nhiên không phải thật thương long, nhưng mà vương đằng chân khí trong cơ thể lực lượng, cùng với thiên tâm đan dược lực độ cao cô động ngưng tụ mà thành, bị vương đằng vận công khống chế, đánh vào tiên đài những giảng buộc. Hắn tích lũy quá sâu, nội tình vô cùng thâm hậu, cộng thêm đạo tâm thông suốt, tấn thăng đến đạo tâm nhị trọng thiên tầng thứ, thần thông bí cảnh dưới đây đột phá, hắn cũng sẽ không có bất kỳ trong lòng trở ngại, tu vi bích chướng cũng phải tương đối yếu kém, làm thương long vọt lên, sức mạnh mạnh mẽ, vọt thẳng phá tầng tầng trở ngại, liền thấy một con thương long thoáng cái sông vào vương đằng cái chán chỗ. Cái chán toát ra hừng hực bạch quang, xương chán trong suốt như cùng dương chi ngọc, cả đầu thương long không có vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa, nhưng là hoàn toàn mở ra tiên đài. Tiên đài cùng thức hải liên kết, tiên đài được mở mang đi ra, vương đằng thức hải cũng vì vậy có lợi, đối với thiên địa vũ trụ cảm ứng, vào giờ khác này trở nên càng rõ ràng, càng trong sáng. Theo vương đằng tấn thăng đến tiên đài bí cảnh, bốn phương tám hướng, linh dược này trong viên gấp 10 lần so với ngoại giới linh khí nồng nặc, chính là điên cuồng hướng vương đằng hung tràn lên. Từng cổ một đậm đà tái nhợt linh khí, rót vào vương đằng trong thân thể vương đằng quanh thân lỗ chân lông đều tản ra hiện ra từng cái thôn phệ đối với những thứ kia hung tràn lên thiên địa linh khí ai đến cũng không có cự tuyệt hết thảy thôn phệ thân thể của hắn vào giờ khắc này giống như là một cái khô khốc hồ lớn những linh khí này chính là thủy liên tục không ngừng rót vào trong hồ để cho cái này hồ lớn lần nữa rồi rào lên vương đằng chân khí lực lượng tăng vọt trước đó chưa từng có cảm giác mãnh liệt mỗi thời mỗi khắc cũng đang gia tăng khô lạp lạp động tĩnh quả thực quá lớn hắn hấp thu thiên địa linh khí tốc độ quả thực quá nhanh, thân tu luyện thái cổ thần ma quyết chính là thần giới mạnh nhất công pháp, hơn nữa trong thân thể nắm giữ 12 cái có thể so với trí tôn thần mạch vũ mạch, cộng thêm hắn ban đầu từng luyện hóa một quả tụ linh chu quả, tụ tập linh khí cùng với luyện hóa linh khí tốc độ cũng sắp kinh người, có thể nói kinh khủng. Không chỉ như thế, bởi vì hắn thân thể quả thực quá mạnh, có thể thừa tái lực lượng cũng hùng hồn kinh người, so với một ít tu sĩ pháp lực còn nhiều hơn. Đương nhiên, chân khí chất lượng không cách nào cùng pháp lực so sánh, nhưng là hai lần lột xác chân khí chất lượng, so với một loại phẩm chất pháp lực nhưng cũng chênh lệch không phải là rất xa. Ở vương đằng bên cạnh cảm ngộ trận pháp đại đạo Chu Tùng, bị vương đằng dẫn dắt khiêng linh cứu đi khí phong bạo thổi ngã trái ngã phải, chừng đại ánh mắt nhìn một màn trước mắt này, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn là thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh nhất trọng trung kỳ tu vi, cũng có thể coi như là đệ nhất thiên tài tuyệt thế nhưng là lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua hấp thu cùng luyện hóa thiên địa linh khí tốc độ như vương đằng kinh khủng như vậy thanh thế như thế thật lớn cùng vương đằng so sánh hắn điểm này vũ đạo thiên phú trở nên không đáng nhắc tới đã lâu bốn phương thiên địa linh khí rốt cuộc dừng lại quán chú vương đằng chân khí trong cơ thể lực lượng đã hoàn toàn dồi dào lên hắn rộng rãi mở ra con ngươi con ngươi chính giữa một đạo hừng hực tiên thiên tinh mang bung ra xuyên thủng thanh minh một dạng sắc bén mà cường đại sau đó con người bình thản trở lại, nhưng là khi bên trong lại lóe lên vô biên hưng phấn. Tiên đài bí cảnh, không hổ là bảo đan cấp khác thiên tâm đan, lại để cho ta nhất cử tòng mệnh tuyển bí cảnh sơ kỳ, tấn thăng đến tiên đài bí cảnh hậu kỳ. Vương đằng ánh mắt trong vắt, cảm nhận được trong cơ thể mình tràn đầy vô cùng hùng hồn chân khí lực lượng, hưng phấn trong lòng không dứt. Tòng mệnh tuyển bí cảnh sơ kỳ tấn thăng đến tiên đài bí cảnh hậu kỳ, trong này nhưng là ước chừng cách 6 cái tiểu giai đoạn, nếu là làm từng bước tu luyện, còn không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian bây giờ này cái thiên tâm đan nhưng là cho vương đằng tiết kiệm đại lượng thời gian tiên đài bí cảnh hậu kỳ bằng vào ta đạo tâm nhị trọng thiên cảnh giới muốn không bao lâu là có thể viên mãn tiên đài bí cảnh tấn thăng đến thần thông bí cảnh hơn nữa bằng vào ta thực lực bây giờ như lúc trước những thứ kia mặt hàng coi như là không cần khôi lỗi bạch long cùng xích lân long xà xuất thủ ta cũng có thể ung dung ứng đối đưa bọn họ dễ dàng chém chết vương đằng ánh mắt hừng hực chúc mừng công tử tu vi tiến nhiều. Chu Tùng đã sớm bị Vương Đằng đột phá động tính thức tỉnh, thấy Vương Đằng đột phá chấm dứt, vội vàng hướng Vương Đằng chắp tay nói. Thương thế hắn cũng đã khôi phục, hơn nữa người này trận đạo thiên phú coi là thật kinh người, ở Vương Đằng bế quan mấy ngày nay, người này trận đạo cảm ngộ cũng là thật to càng sâu, hơn nữa đã lĩnh ngộ cân nhắc môn công phòng đại trận. Bất quá Vương Đằng giờ phút này không có kiểm hạch hắn dự định, ánh mắt nhìn về phía linh dược viên xa xa kia mảnh nhỏ minh mông nơi, Vương Đằng đứng lên đi thôi, lần nữa chỉ hoãn mấy ngày, cũng nên tiếp tục lên đường. Tiếng nói rơi xuống, vương đằng tiện lợi trước hóa thành một đạo cầu vòng phóng lên cao, thu liếm lại trên người khí tức cường đại ba động, hướng xa xa chạy như bay. Hói đầu hạ cùng xích lân long xà, cùng với chu tùng dối rít đuổi theo. Xích lân long xà một cái đạn xạ, giống như một đạo tia chớp màu đỏ, nhảy vào vương đằng trong ngực, sau đó chui vào vương đằng trong tay áo. Công tử ta cũng phải, hói đầu hạc thấy vậy hú lên quái dị, mở ra hai cánh học xích lân long xà hướng vương đằng đánh vương đằng quay đầu nhìn thấy nhất thời sắc mặt tối sầm lại nhấc chân liền đạp tới đem đạp bay a à, công tử ngươi thiên vị hói đầu hạc gào lên thê thảm sau đó liền lại thí điên thí điên với qua nghe nói bạch kiếm vũ cũng tiến vào hỗn độn bên trong tiên điện không biết người này bây giờ ở địa phương nào ta bây giờ đã tấn thăng đến tiên đài bí cảnh hậu kỳ thực lực đại tăng bất quá người này là sớm nhất tiến vào hỗn độn tiên điện đám người kia không biết người này ở nơi này hỗn độn bên trong tiên điện có hay không cũng tìm được cơ duyên cùng tạo hóa, bây giờ thực lực như thế nào. Vương đang lẩm bẩm nghĩ đến ngày đó bạch kiếm vỗ đặt lên tử trúc phong sự tình, còn người chính giữa lập tức hiện ra một đạo hàn quang. Ngày đó hắn vừa mới tu luyện tới đạo cung bí cảnh, còn chưa phải là đối phương đối thủ, nhưng là bây giờ, hắn thực lực đại tăng, hơn nữa ở nơi này hỗn độn bên trong tiên điện, lấy hắn bây giờ vương đằng thân phận, có thể thứ vô kỵ đạn vận dụng các loại lá bài tẩy, có tuyệt đối nắm chặt có thể giết chết đối phương. chương 604, thạch đầu không thành vấn đề. Mảnh này cổ dược viên chỗ bí cảnh thập phân bát ngát, vương đằng bay vùn vụt hứa cửu, rốt cuộc phát hiện một cái cửa ra. Một cái cửa đại không gian vòng xoáy lơ lửng ở tầng trời thấp. Vương đằng lập tức hạ xuống, cái không gian này vòng xoáy, hắn giơ tay nhiếp khởi phụ cận một tảng đá, đem chính mình một luồng thần thức phụ ở phía trên, sau đó đem thạch đầu đầu nhập vào, đây là là lấy phòng ngừa vạn nhất, để tránh cái không gian này vòng xoáy có vấn đề. Nhi tại không gian vòng xoáy liên tiếp một đầu khác, chính là một cái cự đại mà cung. Ở đó địa cung giữa không chung, có không chỉ một không gian vòng xoáy, tổng cộng 9. 9 không gian vòng xoáy, thật sự liên tiếp chính là trước đây kia 9 cánh cửa lối đi sau bí cảnh cửa ra. Vương đằng chỗ cổ dược viên bí cảnh không gian vòng xoáy cửa ra, bất ngờ cũng là ở trong cung điện dưới lòng đất. 9 cánh cửa, cuối cùng trăm sông đổ về một bể, Tất cả đều hội tụ đến cái này địa cung. Mà giờ khắc này, trong cung điện dưới lòng đất, có một đám người hội tụ ở này, ở chỗ này rằng co. Rộng lớn địa cung sâu bên trong, có một cái quang minh rực rỡ đại điện, chính giữa một mảnh thần thánh. Nhưng là cung điện kia trước lối vào, lại có tầng tầng lớp lớp trận pháp cùng cấm chế cách trở. Nhưng là ánh mắt mọi người có thể xuyên thấu đi vào, nhìn đến đại điện bên trong một cách đại khái tình huống. Ở bên trong tòa đại điện kia, có rất nhiều linh bảo chiến binh ngủ say, tản ra bảo quang tất cả đều là cổ đại bí bảo. Mà đây chỉ là đại điện đại sảnh, bên trong còn có thiên thính, còn liên tiếp có nội điện, chính giữa còn không biết có cơ duyên gì tạo hóa. Nhưng không nghi ngờ chút nào, chỉ là bên trong tòa đại điện kia những cổ đại đó bí bảo, cũng đủ để cho mắt người đỏ. Ngoài ra, bên ngoài đại điện bên trong cung điện dưới lòng đất, cũng có chỗ bất phàm, bốn phía đứng vững từng cây một to cây cột lớn, trên cây cột khắc đầy đủ loại ký hiệu thần bí, trong cột gian, khóa một viên ngũ thải tân phân thạch đầu, viên này ngũ thải tân phân thạch đầu, nhìn lại là một trái tim hình dáng, chính giữa ẩn chứa vô cùng lực lượng khổng lồ, để cho tất cả mọi người tại chỗ tim đều không khỏi đập bịch bịch, tất cả mọi người đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm viên này thạch đầu, ánh mắt sáng quắc. Nhưng lại không có người dám có thể lấy được tảng đá này. Kia từng cây một to đại thạch trụ, nghiễm nhiên là một loại trận pháp, đem này cái tim một loại thạch đầu, khóa ở trong đó, không người nào có thể đến gần, trừ phi là phá hỏng những thứ này cột đá tạo thành trận pháp, có người thử mạnh mẽ xông tới nhưng là lại bị lực lượng cường đại trấn bay trở về bị thương nặng vì vậy giờ phút này không người nào dám xông vào mà là lâm vào rằng co tại chỗ cao thủ đông đảo chín cánh cửa đi ra cường giả cuối cùng cũng hội tụ ở chỗ này thế lực khắp nơi cường giả cũng hội tụ ở chỗ này luôn có mấy cái như vậy biết một ít trận pháp tồn tại giờ phút này đang ở suy diễn phá trận mà những người còn lại là cũng lâm vào rằng co các phe cường giả hội tụ là tranh đoạt cơ duyên tạo hóa Giữa hai bên đều là đối thủ cạnh tranh, dĩ nhiên là phòng bị lẫn nhau, lẫn nhau cảnh giác. Tô Minh tay cầm một cán ma thương, cả người ma khí đằng đằng, nước sơn trong mắt đen nhìn chằm chằm Bắc Cực Cung mọi người, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ. Hắn đối với Bắc Cực Cung oán hận cùng sát ý, vô cùng mãnh liệt, nhưng là giờ phút này, hắn nhịn xuống, không có xuất thủ. Bởi vì tại chỗ thế lực đông đảo, cường giả như Vân, tất cả mọi người đều ở lẫn nhau cảnh giác cùng phòng bị, bầu không khí tới liền khẩn trương, một khi có người xuất thủ như vậy khẩn trương cục diện lập tức sẽ bùng nổ, trước mắt thăng bằng lập tức bị phá vỡ, tương hội đưa tới một trận to lớn hỗn chiến. Mà hắn tiến vào nơi này mục đích, chính là là cơ duyên tạo hóa, thăng bằng bị phá vỡ, vạn nhất trong hỗn loạn không cẩn thận đem mấy cái biết một chút trận pháp, giờ phút này chính đang cật lực phá trận người đánh chết, đến lúc đó tất cả mọi người bọn họ cũng đừng nghĩ đạt được cơ duyên trong đó cùng tạo hóa. Hắn ở ma tộc một đám cường giả ủng hộ bên trong, hung hăng liếc một cái bắc cực cung mọi người, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn lo lắng cho mình lại nhìn chằm chằm bắc cực cung những người đó, sẽ không khống chế được trong lòng sát cơ, vén lên đại chiến. Nhưng mà ngay tại lúc này, ở nơi này cực độ không khí khẩn trương xuống, một cái đầu người đại thạch đầu, đột nhiên từ giữa không trung cổ dược viên lối đi liên tiếp không gian trong nước xoáy bay ra. Sau đó đùng một tiếng, may mắn thế nào tinh chuẩn nện ở vừa mới nhắm mắt lại tô minh trên ót suýt nữa đem nhất thời không cẩn thận tô minh đập lảo đảo một cái các ngươi tìm chết bị đập chung tô minh rộng rãi mở ra con ngươi nổi nóng không dứt nước sơn trong mắt đen chính giữa bắn ra một đạo lạnh giá cực kỳ ánh sáng kính bắn thẳng về phía bắc cực cung mọi người sau một khắc một cổ khí thế kinh khủng từ trên người tô minh toát ra cường đại ma khí cuồn cuộn theo tô minh gầm lên một tiếng bùng nổ khí thế trong nháy mắt thăng bằng trong nháy mắt bị phá vỡ tô minh đầu vào động ma sau tâm tính cũng đã phát sinh biến hóa lớn cả người trở nên vô cùng hung tàn bạo lệ, cực dễ tức giận, cộng thêm thân liền đối với Bắc Cực Cung mang lòng sát cơ mãnh liệt, nguyên hết sức áp chế, nhưng giờ phút này, cái đầu người kia đại thạch đầu đập tới, nhất thời nổ trong lòng của hắn sát cơ. Giờ tay lên chính là một đạo cường đại thần thông đánh ra, đánh về phía Bắc Cực Cung mọi người. Ngươi lại dám ra tay với chúng ta, tìm chết, đụng phải Tô Minh công kích, Bắc Cực Cung mọi người tự nhiên cũng không khả năng còn ngồi ở, nhất thời có người gầm lên lên tiếng, giơ tay lên chính là một cái trưởng ấn tạo ầm um, hai người thần thông ở giữa không trung va chạm nhất thời tóe ra lực lượng cường đại ba động chấn động bát phương cuốn mở giết những phe khác cường giả bị liên lụy cũng đều lập tức xuất thủ đại chiến trong nháy mắt tình cảnh trong nháy mắt hỗn loạn tô minh mang theo ma quật mấy người cao thủ sách ma thương vọt thẳng hướng bắc cực cung mọi người cũng cút ngay cho ta dọc đường mấy người cao thủ giao thủ với nhau vừa vận ngăn chờ tô minh đường đi tô minh cả người lệ khí ngút trời trong tay ma thương trực tiếp quét ngang qua mấy người kia nguyên tranh đấu lẫn nhau, giờ phút này nhất thời dối giết hướng Tô Minh giết. Tô Minh lạnh rên một tiếng, hắn là là bất diệt chiến thể, hơn nữa bây giờ tấn thăng đến thần thông bí cảnh, lại được đến ma quật cường giả truyền pháp, nhập ma hậu lực đo kinh người, vượt qua dĩ vãng quá nhiều. Thấy vậy không hề sợ hãi, giơ tay lên hai phát súng điểm ra, lại tại chỗ đem hai cái thiên nhân cảnh nhị trọng cao thủ xuyên thấu, đem thi thể hai người chọn ở ma thương thượng, sau đó hướng bắc cực cung mọi người ném đi. Lần này, đại chiến nhất thời lại cũng không áp chế được, có người bị chém chết, không có ai còn có thể ngồi ở, tranh đấu nhất thời trở nên vô cùng kịch liệt. Mà cổ dược viên bên trong, liên tiếp địa quật không gian truyền tống vòng xoáy trước, công tử, thế nào, cái không gian này vòng xoáy có vấn đề gì sao? Chu Tùng nhìn trước mắt không gian vòng xoáy hỏi, vương đằng không khỏi lộ ra một cái vẻ cổ quái, há mồm một cái đạo, không gian vòng xoáy ngược lại không có vấn đề, bất quá ta ném xuống đá kia, đưa tới một vài vấn đề thạch đầu có vấn đề chu tùng nghe vậy mặt đầy mờ mịt đá kia có vấn đề gì a à, chẳng lẽ đá kia nguyên lai là một bảo vật chu tùng giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì kinh hô chương 605 linh năm liền nó công tử vậy chúng ta bây giờ đi vào sao chu tùng có chút đắn đo khó định vương đằng ý tứ mở miệng hỏi trước không gấp để cho bọn họ đánh trước hắn long trời lỡ đất tốt nhất là mấy bại câu thương sau đó chúng ta xuống lần nữa đi thu thập tàn cuộc đi Vương đằng khóe miệng hơi cuộn lên, trực tiếp ở không gian này vòng xoáy trước khoanh chân ngồi xuống. Không nghĩ tới Tô Minh lại còn còn sống, ban đầu tinh võ học viện gặp đại hoàng tử Lãnh Minh Diệt môn, người này thân là Đường Thanh Sơn đệ tử, chịu được đến tinh võ học viện toàn lực tài bồi, nhưng ở cuối cùng tinh võ học viện cửa ải đại nạn đầu một tự rời đi, mà nay lại càng là phản bội đầu ma quật. Vương đằng ánh mắt u u, chính giữa không khỏi hiện lên một tia hàn mang. Lúc trước ở tinh võ học viện thời điểm, Tô Minh liền lại nhiều lần tìm hắn phiền toái, bất quá hắn lúc ấy cũng không đem coi ra gì, cho nên cũng không có cùng tính toán, chưa từng lấy tính mệnh của hắn. Đối phương ở tinh võ học viện đại nạn lúc thoát đi, Vương Đằng cũng không cùng truy cứu, nhưng đối phương lại phản bội đầu ma tộc, đây cũng là kích thích Vương Đằng sát cơ. Ma quật sinh linh phát điên, đồ độc sinh linh, vô số người vô tội trở thành ma tộc khẩu phần lương thực, bị tàn nhẫn sát hại, tàm thực. Mà Tô Minh lại đầu nhập vào ma quật sinh linh, trở thành ma nhân, nối giáo cho giặc, có thể nói là hoàn toàn phai diệt nhân tính, vô luận đối phương là từ nguyên nhân gì, đều không có thể tha thứ. Bất quá, bạch kiếm vũ cũng tiến vào hỗn độn bên trong tiên điện, vì sao chưa từng thấy đến chỗ này người, cảm ứng được hắn khí tức. Còn có vạn kiếm tông người, cũng không thấy tâm hơi. Vương đằng hơi nhíu mày, hắn đã sớm nghe nói bạch kiếm vũ cũng tiến vào hỗn độn tiên điện, hơn nữa còn là nhóm đầu tiên tiến vào hỗn độn tiên điện người. Mà bây giờ, kia trên cung điện dưới lòng đất không chín không gian vòng xoáy, sở đối ứng hẳn là kia chín cánh cửa sau bí cảnh lối đi cửa ra bất kể ban đầu bạch kiếm vũ bọn họ từ cánh cửa nào đi vào cuối cùng cũng hẳn là hội tụ đến trong cung điện dưới lòng đất nhưng mới vừa cái kia một luồng phụ ở trên đá thần nghiệp lại không có cảm ứng được bạch kiếm vũ khí thức thậm chí ngay cả vạn kiếm tông những người khác bóng người cũng không thể thấy những người này đi nơi nào chẳng lẽ là thấy không cách nào phá giải địa cung này bên trong trận pháp trước thời hạn rời đi xông đến chỗ sâu hơn vương đằng trong lòng trầm ngâm mà giờ khắc này trong cung điện dưới lòng đất, đại chiến không ngừng, các phe cường giả kịch liệt giao thủ, thậm chí ngay cả không gian vòng xoáy đầu này vương đằng bọn người nghe được bên kia một ít động tính. Đấu thật đúng là kịch liệt, đánh đi đánh đi, chờ các người đấu lưỡng bại câu thương, đến lúc đó ta lại muốn xem các người một chút có còn hay không dư lực cùng ta tranh đoạt cơ duyên trong đó tạo hóa. Cảm thụ không gian vòng xoáy bên kia truyền tới động tính, vương đằng hơi nhếch khóe môi lên lên. Hắn phụ ở hòn đá kia thượng một vệt thần niệm, đã sớm bị chiến đấu dư âm cho tiêu diệt, kia một luồng thần thức cũng không cường liệt, ở đó dạng cáo kỉnh sóng sức mạnh xuống, dĩ nhiên là rất dễ dàng liền bị nghiền diệt. Cho nên giờ phút này, vương đằng đối với kia bên trong cung điện dưới lòng đất tình huống cũng không phải quá biết, chỉ có thể thông qua không gian trong vòng xoáy truyền tới một chút động tính tới tiến hành phán đoán. Vương đằng không nghĩ tới là, bên trong cung điện dưới lòng đất các phe cường giả một trục chính là ước chừng chuẩn bị cả hai ngày hai đêm. Cho đến ngày thứ ba buổi sáng thời điểm, không gian kia vòng xoáy bên trong truyền tới động tĩnh mới dần dần yếu xuống. Những người này thật đúng là tinh lực thịnh vượng a, không hổ là thần thông bí cảnh tu sĩ. Vương Đằng lưu một luồng ý niệm chú ý không gian vòng xoáy động tĩnh, làm động tĩnh yếu đi xuống thời điểm, Vương Đằng cũng từ trong tu luyện mở mắt. Hai ngày thời gian, hắn cũng không có lãng phí, cổ dược phiên bí cảnh bên trong thiên địa linh khí dày đặc, có thể nói là tu luyện bảo địa, nếu là ngồi chờ chờ đợi, không khỏi quá lãng phí thời gian. Hai ngày này hắn củng cố một lần chính mình cảnh giới, đồng thời lại tu luyện một phen dẫn khí kinh, chui luyện thần thức mình. Tiên đài bí cảnh, chủ yếu nhất chính là tinh khí thần mài, cường hóa. Vương Đằng đã sớm đạt tới đạo tâm nhị trọng thiên tầng thứ, muốn viên mãn tiên đài bí cảnh cũng không khó khăn, cộng thêm hắn còn có dẫn khí kinh tu luyện nguyên thần, không thể nghi ngờ càng là tăng thêm tu luyện tiên đài bí cảnh nội tình. Hai ngày thời gian, Vương Đằng tinh khí thần đều được không nhỏ tăng lên, giờ phút này từ trong tu luyện tỉnh lại, Cả người tinh khí thần đều giống như thượng một cái đại nấc thang, thần hồn so với dĩ vãng cường rất nhiều. Không chỉ như thế, tiên đài cũng càng thêm trong suốt, thông suốt. Dẫn khí kinh có dẫn khí kinh tương trợ, ta hẳn rất nhanh là có thể viên mãn tiên đài bí cảnh, không chỉ như thế, tiên đài bí cảnh cùng dẫn khí kinh hai người phù hợp với nhau, ta nguyên thần cũng nhận được cực lớn cường hóa, nguyên thần chi lực cũng tăng lên rất nhiều, phát động nguyên thần công kích, uy lực tự nhiên cũng tăng cường, chính là không biết bây giờ cụ thể tới trình độ nào. Vương Đăng lầm bẩm nói, bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều, ánh mắt nhìn về phía trước mắt không gian vòng xoáy. Giờ phút này, trong cung điện dưới lòng đất, vù vù, trải qua liên tục hai ngày hai đêm kịch liệt giao thủ, cho dù là thần thông bí cảnh cao thủ cũng có chút không chịu nổi, bên trong cung điện dưới lòng đất mọi người giờ phút này tất cả đều lộ ra mệt mỏi không dứt, không ít người cũng đã mệt mỏi thở hồng hộc. Bên trong cung điện dưới lòng đất, nguyên chừng hơn 200 người, tất cả đều là thần thông bí cảnh cao thủ. Bất quá đi qua cuộc hỗn chiến này đi xuống, nhưng là có 30 40 người danh thần thông bí cảnh cao thủ ngã xuống, những người khác cũng lớn cũng bị bất đồng trình độ thương thế, có thể nói các phe tổn thất nặng nề. Các vị hô, có người thở hào hển mở miệng, bây giờ trận pháp còn còn chưa phá giải ra đến, cơ duyên tạo hóa cũng còn chưa từng hiện ra, chúng ta như vậy tranh đấu, thật ở không có bất kỳ ý nghĩa gì, không bằng tạm thời ngừng chiến đi, trước liên hợp lại, phá giải địa cung này bên trong trận pháp, còn có cung điện kia lối vào trận pháp đem cơ duyên tạo hóa tìm đi ra, chúng ta lại mỗi người dựa vào thực lực tranh đoạt cơ duyên tạo hóa. Mở miệng là 10 đại tông môn linh tịch tông một trưởng lão, giờ phút này mệt mỏi thở hồng hộc, hơn 200 thần thông bí cảnh tu sĩ hỗn chiến, chiến đấu quy mô như thế, ở hoang thổ thật hiếm thấy. Dù sao, toàn bộ hoang thổ mà nói, thần thông bí cảnh tu sĩ cũng không tính là rất nhiều. Lúc trước 10 đại tông môn phái ra cao thủ muốn chấn áp ma quật, cùng ma quật cường giả giao thủ, cũng còn không có tình cảnh lớn như vậy. Chủ yếu là lần chiến đấu này, quả thực quá hỗn loạn, cùng người lúc giao thủ sau khi còn phải phòng bị bốn phía tung tóe tới những người khác thần thông, thời khắc cũng phải giữ cảnh giác, nếu không liền cùng kia ngã xuống 34 người như thế, thần hình câu diệt. Mà cao như vậy cường độ chiến đấu cùng cảnh giác xuống, đối với người tinh khí thần, cùng với trong cơ thể pháp lực tiêu hao đều là to lớn. Cho dù tại chỗ đều là thần thông bí cảnh cao thủ, giờ phút này cũng đều không chịu nổi. Cùng, đồng ý, hô, chư vị chúng ta bây giờ quyết đấu sinh tử cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì những trận pháp này không phá coi như là phân ra thắng bại chúng ta lại có thể được cái gì lại một cái môn phái cao thủ thờ hồn hển đạo cầm đao tay cũng có chút run rẩy trên người dính không ít tiên huyết không sai ta cũng đồng ý chư vị tiến vào hỗn độn tiên điện cũng là hướng về phía trong này cơ duyên tạo hóa đến chúng ta như vậy quyết đấu sinh tử quả thực không ý nghĩa trước hợp lực phá trận tìm kiếm cơ duyên tạo hóa mới là đứng đắn bắc cực cung cao thủ cũng mở miệng tô minh giờ phút này cũng có chút mệt mỏi trong cơ thể pháp lực tiêu hao nghiêm trọng bất quá hắn là bất diệt chiến thể phép chia lực sức mạnh thân thể cũng rất kinh người cho nên còn có thể chống đỡ thiếu chủ cơ duyên tạo hóa quan trọng hơn bắc cực cung nhân chờ lấy được cơ duyên tạo hóa đến lúc đó sau đó là giết hắn môn không muộn bây giờ nếu tiếp tục xuất thủ chỉ sợ lại phải lâm vào trong hỗn chiến một cái cao thủ ma tộc hướng về phía tô minh truyền âm nói tô minh mục đích lóng lánh lạnh lùng liếc một cái bắc cực cung mọi người, tối cuối cùng vẫn gật đầu, được rồi, vậy liền trước ngừng chiến, đem bảo vật này mưu cầu đến ở nói về hắn. Các phe cường giả cuối cùng cũng đạt thành nhận thức chung, dối giết ngừng chiến, dối giết trở lại mỗi người trận doanh, lấy ra chữa thương đan dược cùng với khôi phục pháp lực đan dược, khôi phục trạng thái, chiến đấu coi như là tạm thời bình tức xuống. Mà giờ khắc này, cổ dược viên bí cảnh đối ứng không gian vòng xoáy trước. Công tử, động tĩnh bên trong yếu đi xuống, kết thúc chiến đấu, chúng ta bây giờ có phải hay không nên xuống đi thu thập tàn cuộc? Chu Tùng hai mắt sáng lên, trong ánh mắt mang theo vẻ chờ mong. Không gấp, để cho ta trước xem một chút tình huống bên trong. Vương Đằng cười cười, sau đó quay đầu, ánh mắt rơi vào cách đó không xa một tòa trên đá lớn, trong mắt nhất thời lộ ra một vệt ánh sáng phát sáng. Công tử, người đây là... Chu Tùng thấy Vương Đằng nhìn chằm chằm khối cự thạch này hai mắt sáng lên, không khỏi có chút tê cả ra đầu. Liên nó, Chương 606: Tiến vào địa cung. Bên trong cung điện dưới lòng đất, chiến đấu vừa mới bình tức. Tất cả mọi người đều bắt đầu khôi phục trạng thái, dù sao đợi lát nữa nếu là phá vỡ trận pháp, còn phải tranh đoạt cơ duyên trong đó cùng tạo hóa. Tô Minh khoanh chân ngồi xuống đến, cũng bắt đầu khôi phục trong cơ thể pháp lực, lực lượng khôi phục. Nhưng mà ngay tại lúc này, Tô Minh đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu có một cái to lớn bóng tối đem chính mình bao phủ, không khỏi ngửa đầu nhìn lại nhất thời liền thấy một cái nhà lớn đến đá lớn từ trên trời hạ xuống, chính hướng đỉnh đầu hắn đập tới. Tô Minh khóe mắt nhất thời hung hăng vừa kéo, lại tới. Trước đây hắn bị một cái to bằng đầu người thạch đầu đập chúng, tưởng lầm là bắc cực cung nhân đang gây hấn, đưa tới một trận đại chiến. Bây giờ đại chiến vừa mới bình thức, một cái nhà đại thạch đầu lại hướng hắn đập. Ai, hắn gầm nhẹ một tiếng, giơ tay lên một trường bổ ra, cường đại pháp lực trong nháy mắt đem cự thạch kia đánh cho chia năm xẻ bảy. Bên trong cung điện dưới lòng đất những người khác cũng đều bị kinh động, đều thấy trước mắt một màn này, vẻ mặt bất thiện. Giờ phút này, tất cả mọi người kịp phản ứng là có người cố ý chuyện thiêu dệt, nghĩ tưởng phải phá bình tĩnh, để cho bọn họ tranh đấu lẫn nhau. Không gian vòng xoáy một đầu khác, công tử, bên trong thế nào không có động tính. Chu Tùng xít lại gần không gian vòng xoáy, chú ý trong đó động tính, nhưng là lại không nghe được gì. Thất bại sao, vương đằng dĩ nhiên biết phát sinh cái gì sao, hắn một luồng thần thức phụ ở trên tảng đá lớn này mặt, bất quá bây giờ kia thần thức trực tiếp bị tô minh một trường kia chấn diệt. hắn tới muốn lại để cho bên trong cung điện dưới lòng đất mọi người đang lẫn nhau chinh phạt một trận, tốt để cho bọn họ hoàn toàn dầu cạn đèn tắt. bất quá kế hoạch hiển nhiên thất bại. vương đằng nâng cầm lên, trước đây đưa tới bọn họ kịch chiến hai ngày hai đêm, mới vừa rồi kế hoạch thất bại. nếu là hiện tại tại hạ đi, chỉ sợ ngay lập tức sẽ gặp phải bọn họ hợp nhau tấn công, trở thành chúng chú mục a. được tìm người vác nổi a. Vương Đằng lẩm bẩm nói, ánh mắt đột nhiên liếc về liếc mắt hói đầu hạc, Vương Đằng trên mặt đột nhiên nâng lên vẻ tươi cười. Chính nắm một cái linh dược nhét trong miệng nhai, mặt đầy hưởng thụ hói đầu hạc đột nhiên không lý do cảm thấy sống lưng run lên, nó cảm giác vô cùng bén nhạy, thần thức so với Vương Đằng còn cường đại hơn nhiều. Vương Đằng ánh mắt quét đến trên người thời điểm, hói đầu hạc lập tức liền nhận ra được, nhất thời thoáng cái liền nhảy cưỡn lên, trước bất kể Vương Đằng muốn làm gì, trực tiếp liền hướng xa xa nhảy lên đi, cùng Vương Đằng kéo dài khoảng cách nhưng là vương đằng thực lực bây giờ tăng mạnh tốc độ càng là kinh người hói đầu hạc trốn chỗ nào cho ra vương đằng lòng bàn tay vừa mới thoan khởi thân hình liền bị vương đằng bắt lại công công tử ngươi muốn làm cái gì hói đầu hạc đã dự cảm đến không ổn giọng lắp bắp nói không có gì tiểu hạc a ta cho ngươi thêm một cọc tạo hóa không gian này vòng xoáy liên tiếp một chỗ cung chính giữa có rất nhiều cơ duyên cùng tạo hóa vương đằng dụ dỗ nói không đi ta cơ duyên gì cũng không muốn người bị nghĩ tưởng gạt ta. Hói đầu hạc đã sớm hấp thụ giáo huấn, nghe được vương đằng lời nói liền tranh thủ lắc đầu giống như chống lắc như thế. Cũng không do ngươi, vương đằng nhưng là căn không nói nhảm với hắn, sách hói đầu hạc liền trực tiếp vứt xuống không gian trong nước xoáy. a à, không, hói đầu hạc kêu to, thân thể chạm được không gian vòng xoáy, lập tức liền bị không gian vòng xoáy thôn vệ đi vào. Sau một khắc, hói đầu hạc liền cảm giác mình thân thể nhẹ bẫng tiếp lấy liền từ giữa không trung rơi xuống đồng thời, từng cổ một lạnh giá ánh mắt, nhất thời đồng loạt bắn. Hói đầu hạc liền vội vàng chụp cánh, ở giữa không trung ổn định thân hình, đuổi mắt nhìn đi, liền thấy trong cung điện dưới lòng đất, hơn 160 đạo khí thức cường đại, giờ phút này lại tất cả đều đưa hắn phong tỏa. Tất cả mọi người ánh mắt cũng hoàn toàn lạnh lẽo, chính giữa tràn đầy bất thiện. Nhất là chính mình chính phía dưới, một cổ sát cơ mãnh liệt càng là vọt lên tận trời, để cho cái kia trụi lông cái mông mông ít đều là căng thẳng. Một con gà núi, hai ngày trước, chính là chỗ này ra hỏa ném một tảng đá đi vào, hại chúng ta kịch chiến hai ngày hai đêm, sức cùng lực kiệt, còn tạo thành chưa hơn cao thủ ngã xuống. Yên tĩnh địa cung chính giữa, đột nhiên có người hít sâu một cái, hơi thở lạnh như băng phong tỏa hói đầu hạc, sâu xa nói. Giết nó, những người còn lại cũng đều khóe mắt co rúc, hai ngày trước một viên thạch đầu, đưa tới một trận kinh người huyết án. Mọi người không nghĩ tới là, tạo thành cọc huyết án, mười mấy tên thần thông bí cảnh cường giả ngã xuống kẻ cầm đầu, lại là một con gà núi. Cơ hồ tất cả mọi người đều đồng thời xuất thủ, khí thức cường đại phong tỏa hói đầu hạc, rồi giết đánh ra pháp lực, hướng hói đầu hạc oanh kích qua. Giờ phút này mọi người xuất thủ, lại là kinh người đều nhịp. Tất cả mọi người đều tức giận không thôi, nếu như không phải là người này, bọn họ hà chí vu khổ chiến hai ngày hai đêm, mệt mỏi gần chết, hơn nữa còn tổn thất không ít cao thủ. Chư vị, hiểu lầm, cũng là hiểu lầm, không phải là ta xong rồi. Cảm nhận được trên người mọi người sát cơ, hói đầu hạc trong lòng nhất thời một trận sợ hãi không khỏi cô đông một tiếng nuốt vài ngụm nước miếng liền bận rộn mở miệng giải thích nhưng mà mọi người nơi nào nghe hắn giải thích trực tiếp xuất thủ nhất thời bị dọa sợ đến hói đầu hạc cả người lông chim cũng dựng ngược lên vương đằng ta sao 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 hói đầu hạc nhất thời mắng to một tiếng chụp cánh liền muốn chạy trốn đồng thời tức miệng mắng to liền đối vương đằng gọi cũng không để ý tới vương đằng nghe được hói đầu hạc mắng tô minh đột nhiên mâu quang đông lại một cái con người chính giữa nhất thời tóe ra một đạo hừng hực hàn mang, sát cơ trong nháy mắt liệt gấp mấy lần. A a a, đừng đánh ta, không phải là ta xong rồi, thật không phải là ta xong rồi a, à, là Vương Đằng, tất cả đều là Vương Đằng liên quan, không liên quan gì tới ta a, à, ta cũng vậy người bị hại. Hói đầu hạc liên tục né tránh, mà vào thời khắc này, không gian vòng xoáy lần nữa rung động, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra. Trong nháy mắt, tứ phương ánh mắt mọi người nhất thời liền hướng bên này bắn tới rơi vào vương đằng trên người ho khan khục nơi này thật náo nhiệt a à. ừ chư vị cũng nhìn như vậy ta làm gì ta sẽ không thừa nhận kia hai tảng đá đều là ta ném là nó kia hai tảng đá đều là đầu kia gà núi ném ta cản cũng không ngăn được vương đằng ho khan một tiếng đạo lại nói hẳn không đập chúng tại chỗ ai chứ nếu như nếu là đập chúng vị kia xin ngàn vạn lần không nên tức giận ta có thể bảo đảm cái này gà núi tuyệt đối là cố ý nghe được vương đằng lời nói hói đầu hạc nhất thời giận đến sắp xù lông, đây là người nói chuyện sao? A a a, vương đằng, người dám hãm hại ta, ta với người hợp lại. Vừa nói hói đầu hạc liền hóa thành Angry Bird, hướng vương đằng lao xuống, một bộ muốn với vương đằng đồng quy vô tận dáng vẻ. Vương đằng, mà theo vương đằng hiện thân, bốn phía mười đại tông môn người nhất thời mắt sáng lên, nhận ra vương đằng đến, dù sao ban đầu vương đằng lấy một phàm nhân vũ giả thân phận, chu diệt bắc cực cung gần trăm danh tinh nhuệ đệ tử, chuyện này quả thực không nhỏ. Mà nghe được vương Đằng lời nói, mọi người nhất thời không khỏi khóe miệng giật một cái, tất cả mọi người đều ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Vương Đằng. Nhất là Tô Minh, nguyên đối với Vương Đằng chính là hận thấu xương, giờ phút này nghe được Vương Đằng hài hước cùng chiêu chọc, nhất thời sắc mặt tối sầm lại, vẻ mặt âm trầm vô cùng, trong lòng tức giận cùng sát cơ, cơ hồ tại chỗ bùng nổ. Chương 607, xuất thủ một lượt đi. Ừ, chư vị là muốn làm gì? Cảm nhận được bốn phía trên người mọi người toát ra sát cơ, vương đằng con người chính giữa nhất thời thoáng qua một vệt hừng hực huyết quang. Các phe cường giả nhìn về phía hắn trong ánh mắt, đều mang sát ý, trong đó lấy bắc cực cung chư vị cao thủ, cùng với tô minh bọn người trên thân sát ý rất là mãnh liệt. Lại là ngươi, vương đằng, bắc cực cung mọi người nhìn chằm chằm vương đằng, từng đạo sát cơ không che giấu chút nào hướng vương đằng mãnh liệt tới, một mình ngươi nho nhỏ thế tục con kiến hôi, lại dám khiêu khích ta bắc cực cung uy nghiêm, lão phu trước đây nhưng là truy tìm ngươi nhiều ngày không có kết quả, không nghĩ tới lại đang nơi này tao ngộ, thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng thời gian. Ta bây giờ cho ngươi một cái cơ hội, ngươi lập tức tự sát ở đây, lão phu có thể lưu ngươi toàn thây. Ngươi mở miệng, rõ ràng là bác cực cung cửu trưởng lão, từ trưởng lão. Lúc trước từng phụ trách xuống núi đuổi giết vương đằng, kết quả thôi toán vương đằng tung tích thời điểm, lại gặp đến cắn trả. Thật sao, ngươi muốn giết ta, vậy thì nhìn ngươi có hay không chuyện này. Vương đằng cười lạnh một tiếng, con người chính giữa lóe lên yêu tả huyết quang vương đằng không biết ngươi còn nhớ hay không cho ta một cái uy nghiêm âm thanh âm vang lên tô minh mâu quang nhìn chầm chằm vương đằng tay trái đã đem giữ tại màu đen ma thương trên cả người ma khí ngút trời ban đầu ở tinh võ học việt ngươi khắp nơi đi lên ta để cho ta mất hết mặt mũi nhưng bây giờ ta đã tấn thăng đến thần thông bí cảnh mà ngươi còn không qua một người phàm tục vũ giả ngươi nhưng mà còn không đợi tô minh đem lời nói xong vương đằng rộng rãi hồi mâu lóe lên huyết quang lạnh giá mâu quang, chính là soi ở tô minh trên người, há mồm cắt đứt tô minh lời nói, người trước im miệng. Chờ ta trước dọn dẹp bắc cực cung những người này, trở lại thanh toán người trốn tránh ma quật một chuyện. Đối với tô minh, vương đằng không có bất kỳ khách khí. Người nói cái gì, tô minh nhất thời vẻ mặt hơi chậm lại, sau đó nhất thời giận dữ. Lúc trước ở tinh võ học viện, hắn bị vương đằng gắt gao dẫm ở dưới chân thoát thân không được, không nghĩ tới bây giờ, chính mình tấn thăng đến thần thông bí cảnh, đối phương lại còn dám như vậy không đem hắn coi vào đâu như vậy quát lớn cho hắn chuyện này nhất thời để cho hắn nổi nóng không dứt nhìn chằm chằm vương đằng trong ánh mắt sát ý càng phát ra mãnh liệt nắm ma thương nam ngón tay cũng bởi vì vô cùng dùng sức mà hơi trắng bệch bất quá hắn lại miễn cưỡng đè xuống trong lòng tức giận không có lập tức xuất thủ bởi vì hắn nghe được vương đằng lại nói muốn dọn dẹp bắc cực cung những người này tô minh khóe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười lạnh lùng vương đằng bây giờ bất quá một người phàm tục vũ giả hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Vương Đằng muốn như thế nào đi dọn dẹp Bắc Cực Cung những cao thủ này. Bắc Cực Cung mọi người cũng cũng nghe được Vương Đằng lời nói, nhất thời rối rít suy cười ra tiếng, thanh để ý đến chúng ta. Khẩu khí thật là lớn, chính là một đại đội pháp lực cũng còn không ngưng luyện ra tới phàm nhân vũ giả, lại tuyên bố muốn dọn dẹp chúng ta thần thông bí cảnh tu sĩ. Không biết mùi vị, Bắc Cực Cung mọi người rối rít châm biếm liên tục, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt giống như là nhìn một người ngu ngốc như thế. Bốn phía các phe thế lực khác, chữ yêu tộc chúng người, bởi vì hồ tộc yêu nữ đám người gặp qua vương đằng hung tàn, âm thầm nhắc nhở những cường giả yêu tộc khác, những người khác cũng đều dối giết đem vương đằng coi là một chuyện tiếu lâm. Cũng được, ta liền tới xem một chút, người một phàm nhân vũ giả, phải như thế nào dọn dẹp chúng ta. Từ trưởng lão cười lạnh một tiếng, mặc dù trước đây liền lật đại chiến, tiêu hao không nhỏ, bây giờ pháp lực vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng từ trưởng lão căn không thèm để ý một đại đội pháp lực cũng còn không có ngưng luyện ra tới phàm nhân vũ giả, trong nháy mắt gian liền có thể đem giết chết. Thiên nhân cảnh nhất trọng đỉnh phong, vương đằng ánh mắt rơi vào từ trên người trưởng lão, khóe miệng hiện lên một tia khinh thường, trước đây ở cổ dược viên bí cảnh bên trong, liền thần thông bí cảnh đỉnh cao tầng ba cao thủ hắn cũng không biết chém giết bao nhiêu. Mà nay hắn càng là đã viên mãn đạo cung, vượt qua mệnh tuyển bí cảnh, tấn thăng đến tiên đài bí cảnh hậu kỳ, thực lực đại tăng, hơn xa ban đầu như từ trưởng lão như vậy thiên nhân cảnh nhất trọng đỉnh phong tu sĩ hắn thật không coi vào đâu nhất là đối phương còn vừa mới kinh lịch một trận đại chiến bây giờ trong cơ thể pháp lực không hư không sai lão phu chính là thiên nhân cảnh nhất trọng đỉnh phong tu vi thế nào người bây giờ biết sợ từ trưởng lão còn tưởng rằng vương đằng là bị hắn tu vi khí thức hù được không khỏi cười khẩy nói sợ người nghĩ nhiều ta chẳng qua là cảm thấy người quá yếu để cho ta không để được chút nào hứng thú các ngươi bắc cực cung tại chỗ lại có bao nhiêu người xuất thủ một lượt đi ta không có thời gian với các ngươi lãng phí thời gian vương đằng ánh mắt nhàn nhạt liếc về liếc mắt từ trưởng lão sau đó ánh mắt nhảy qua người này nhấc ngón tay chỉ hướng bắc cực cung những người khác nhàn nhạt nói ngươi lại dám khinh thường ta hừ cuồng vọng chính là một phàm nhân vũ giả lại cũng dám như vậy không tự lượng sức không đem ta coi vào đâu tìm chết nghe được vương đằng lời nói từ trưởng lão trên mặt vẻ nhạo báng nhất thời cứng đờ ngay sau đó âm trầm vô cùng, lạnh rên một tiếng, sau đó liền hóa thành một đạo cầu vồng, hướng vương đằng tập sát mà. Giờ tay lên giữa, từ trưởng lão trong lòng bàn tay một cái kim sắc trưởng ấn bay ra, bị từ trưởng lão thúc đẩy, hướng vương đằng hung hăng chấn áp tới. Một phàm nhân vũ giả, lại dám khiêu khích tu sĩ uy nghiêm, làm thật không biết sống chết, coi như từ trưởng lão vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, pháp lực không hư, cũng tuyệt không phải một người phàm tục thật sự có thể chống đỡ, người này chết chắc phía sau bắc cực cung mọi người liên tục cười lạnh, hư, vương đằng, không nghĩ tới nhiều ngày không thấy, ngươi chính là cuồng vọng như vậy, bất quá ngươi một người phàm tục, căn không biết tu sĩ thủ đoạn cường đại bao nhiêu, ngươi cuồng vọng, dùng sai chỗ. Xem ra, không cần ta tự mình xuất thủ, tô minh cũng liên tục cười lạnh, lạnh giá ánh mắt nhìn chằm chằm vương đăng, phảng phất đã thấy vương đằng chết thảm ở từ trưởng lão trong tay một màn. Nhưng mà, đối mặt bốn phía mọi người nghị luận, vương đằng nhưng là biệt tai không nghe. Mắt thấy từ trưởng lão khí thế bừng bừng liều chết sung phong, vương đằng khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, liền thái cổ hung thú chân huyết cùng với 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh đều chưa từng thi triển. Nhưng mà cả người vô địch khí thế nở rộ, sau đó vương đằng hai chân hơi cong, tiếp lấy tại trong hư không nhưng một cái đạn xạ, tay không liền hướng đến từ trưởng lão đánh ra pháp lực trưởng ấn nghênh đón. Tiểu tử này phải làm gì? Lại tay không nghênh hướng từ trường không pháp lực trưởng ấn, hắn sẽ không phải là đầu hư mất, muốn tay không ngạnh hám từ trường không pháp lực trưởng ấn chứ. Bốn phía quan sát mọi người thấy vậy nhất thời dối giết cả kinh. Là vì ấn chứng mọi người phỏng đoán, chỉ thấy vương đằng chậm rãi quang lên quả đấm, từng cổ một màu đỏ nhạt hỏa sát chân khí, bao phủ ở vương đằng trong quả đấm, sau đó hung hăng một quyền đánh về phía kia pháp lực trường ấn. Chính là một người phàm tục, lại dám tay không ngạnh hám pháp lực trường ấn, tìm chết. Từ trường không thấy vậy nhất thời liên tục cười lạnh, thật đúng là người không biết không sợ, một phàm nhân vũ giả mà thôi, lại cũng dám tay không ngạnh hám hắn pháp lực trưởng ấn, đây không phải là không biết gì là cái gì. chương 608, người quá yếu, nhưng mà đột nhiên, từ trường không trong lòng đột nhiên sinh ra một chút bất an. Bởi vì hắn nhìn thấy vương đằng lại đang cười, nụ cười này, để cho hắn bất an. Người quá yếu, vương đằng khóe miệng hiện lên hơi cuộn lên, thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ sậm quả đấm, trong nháy mắt đánh ra, sau một khắc liền đánh vào kia pháp lực màu vàng trưởng ấn trên. ầm. Um, Xác sắc, ở tất cả mọi người không tưởng tượng nổi trong ánh mắt, kia pháp lực màu vàng trưởng ấn, lại trong nháy mắt tan vỡ. Vương đằng kia thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ sậm quả đấm, lấy một loại dễ như bớn tư thái, trong nháy mắt đánh tan kia pháp lực trưởng ấn. Làm sao có thể, bốn phía mọi người nhất thời không khỏi kinh hô thành tiếng. Từ trường không càng là con người co rụt lại, trong ánh mắt giống vậy tràn đầy không thể tin. Nhưng mà còn không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, vương đằng đánh tan kỳ pháp lực trưởng ấn sau, thân hình chợt lóe giống như thuấn di một dạng trong nháy mắt liền vào tới trước mặt hắn, sau đó kia che lấp hỏa sát chân khí quả đấm liền hướng đến từ trường không hung hăng oanh kích đi. Một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, nhất thời xông lên từ trường không trong lòng, khiến cho hắn cả người lông tơ cũng lật ngược lại, đưa hắn từ mới vừa trong khiếp sợ kéo về. Đập vào mắt liền nhìn thấy một cái uy thế kinh khủng quả đấm hướng chính mình oanh kích tới, nhất thời con người co rụt lại. Dừng tay, thuộc tử ngươi dám, phía sau bắc cực cung mọi người nhất thời rối giết chợt quát lên tiếng, đồng thời dối giết bay người lên trước, giơ tay lên đánh ra từng đạo thần thông, nghĩ tưởng muốn ngăn chặn vương đằng đánh giết từ trường không. Vừa mới cho các người đồng loạt ra tay, các người không vui, bây giờ ngược lại không nhịn được xuất thủ. Vương đằng khóe miệng hiện lên một tia cười khẩy nói, người dám động từ trưởng lão một cọng tóc gáy, hôm nay chúng ta ắt sẽ người thiên đao vạn quả, cho người chết không có chỗ chôn Ánh mắt mọi người uy nghiêm, hướng vương đằng nhanh chóng cướp. Người xem ta có dám hay không? Vương đằng cười lạnh một tiếng, căn không có nửa điểm thu tay lại ý tứ, một quyền này mang theo sát cơ mãnh liệt, đánh phía Từ Trường Không. Không được, Từ Trường Không cũng kêu lên một tiếng, liền vội vàng đảo cước mà ra, muốn kéo dài khoảng cách, nhưng mà Vương Đằng tốc độ quả thực quá nhanh, còn như điện chấp, còn không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, Vương Đằng một quyền này chính là hung hăng đập ở trên người hắn. Ầm, um, phốc, cương đại hỏa sát chân khí mãnh liệt, Từ Trường Không tại chỗ kêu thảm một tiếng, sau đó cả người liền là trực tiếp nổ tung lại bị vương đằng một quyền oanh bạo thân thể huyết nhục tung tóe từ trường lão bắc cực cung mọi người nhất thời sắc mặt đại biến nhìn thấy trước mắt một màn này toàn bộ đều không khỏi con người chợt co rút bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới nắm giữ thiên nhân cảnh nhất trọng đỉnh phong tu vi từ trường không lại bị vương đằng một cái người phàm nho nhỏ vũ giả vừa đối mặt liền bắn cho giết tại chỗ Người tìm chết bắc cực cung mọi người nhất thời rối rít tức giận trừ từ trường không tại chỗ ước chừng còn có bảy tám danh bắc cực cung cao thủ Giờ phút này, tức giận tám người cũng không để ý lấy nhiều ép thiếu làm người chưa chẽn, dối giết thi triển thần thông, sử dụng pháp bảo, liền hướng đến vương đằng sông lên. Giết, từng đạo khí tức cường đại đem vương đằng phong tỏa, đủ loại pháp bảo bay vùn vụt, hướng vương đằng tiêu diệt mà. Một đám thổ kê ngõa cẩu, muốn giết ta, bằng các ngươi xứng sao. Vương đằng cười lạnh một tiếng, căn không có đưa bọn họ coi vào đâu. Đừng nói mọi người bởi vì trước đây kia dài trải qua hai ngày hai đêm đại chiến, đã sớm sức cùng lực kiệt, pháp lực không hư, liền là bọn hắn trạng thái tột cùng, cũng không thể là vương đằng đối thủ. Bây giờ vương đằng tấn thăng đến tiên đài bí cảnh hậu kỳ, thực lực đại tăng, tầm thường thiên nhân cảnh ba bốn trọng tu sĩ, căn không thể nào đối với hắn tạo thành chút nào uy hiếp, lấy hắn bây giờ thân thể cường độ, coi như là đứng ở chỗ này để cho bọn họ công kích, bọn họ cũng đừng nghĩ thương tổn đến vương đằng chút nào. Hôm nay liền cùng các người bắc cực cung tính một chút nợ cũ. Vương đằng cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, chưa từng vận dụng bất kỳ vũ khí nào, tay không nghênh kích các đại bác cực cung cao thủ thần thông cùng pháp bảo. Ầm, um, hắn một quyền đánh ra, đem bác cực cung một tên thiên nhân cảnh tam trọng trung kỳ cao thủ sử dụng pháp bảo trực tiếp đánh cho bay rớt ra ngoài, sau đó tung người nhảy một cái, lại nhảy đến kiện pháp bảo kia bầu trời, đi lên kia pháp bảo xông về đối phương. Ngươi, kia người nhất thời con người co rụt lại, sợ hãi không thôi. Tay không một quyền đánh bay hắn pháp bảo, cái này quả thực quá kinh sợ, để cho hắn rung động trong lòng không dứt hắn pháp bảo dầu gì cũng là một món trung phẩm linh bảo, bị hắn pháp lực ra chỉ uy thế kinh khủng, không nghĩ tới lại bị vương đằng một quyền trực tiếp đánh bay. Thấy vương đằng đi lên kia bị hắn văng tung tóe pháp bảo tới, kia người nhất thời đảo cướp mà ra, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn, đánh ra một môn trưởng ấn chân áp vương đằng. Như thế yếu ớt thần thông, cũng không cần thi triển ra. Vương đằng cười lạnh một tiếng, hai chân ở dưới chân pháp bảo thượng một chút, cả người liền là tăng thêm tốc độ lướt ầm ầm ra, ở đối phương vừa mới đánh ra thần thông trưởng ấn trong nháy mắt, một quyền đem đánh tan, sau đó quả đấm kết kết thật thật đánh vào trên người đối phương, tại chỗ đem đánh cho bay rất ra ngoài, sau đó đập ầm ầm rơi ở cung điện dưới lòng đất trung gian nhất căn trên trụ đá, tại chỗ thần hồn câu diệt. U trường lão, ngoài ra bảy người nhất thời kêu lên một tiếng, không nghĩ tới nắm giữ thiên nhân cảnh tam trọng hậu kỳ tu vi U trường lão đều đang không phải là vương đằng đối thủ, bị vương đằng một quyền đánh giết. Sao sẽ như thế, người này rõ ràng vẫn chưa tới thần thông bí cảnh, còn chưa từng tu luyện ra pháp lực, tại sao có thể có cường đại như thế thực lực. Mọi người dối rít sợ hãi không thôi, đồng thời hợp lực đánh chết hắn, bảy người sắc mặt biến đổi, nhưng mà còn không chờ bọn họ liên hợp lại, vương đằng một quyền đánh giết u trường lão sau, chính là bay thẳng đến bọn họ đánh giết qua. Ngươi, vương đằng tốc độ kinh người, đến bây giờ, vô ảnh bộ sớm bị hắn tu luyện tới giai đoạn đại thành, khoảng cách viên mãn cũng chỉ có một bước ngắn, thân hình chợt lóe liền xuất hiện ở một người trong đó trước mặt, không có bất kỳ dư thừa nói nhảm, giơ tay lên chính là một quyền, tại chỗ đem đánh cho hình thần câu diệt. Tám đại thần thông bí cảnh cao thủ liên thủ vây giết Vương Đằng, nhưng ở trong nháy mắt liền bị Vương Đằng liên tiếp đánh giết ba người, còn lại năm người nhất thời tất cả đều khóe mắt co rúm. Hưu, Vương Đằng hóa thành một vệt huyết quang, cả người khí thế ngút trời, thân hình thiểm thước chi gian, lại có lưỡng danh Bắc Cực cung cao thủ bị hắn đánh cho bạo toái tại chỗ. Đi chết đi, còn sót lại ba người cố nén kinh sợ, một người trong đó sợ tới vương đằng sau lưng, hướng vương đằng nhất đao bổ tới, nhưng mà kia chiến đao bổ vào vương đằng trên người, nhưng ngay cả vương đằng ra thịt đều không có thể chảm phá, chỉ tóe ra một chuỗi sáng lạng tia lửa. Cái gì, kia người nhất thời con người co rụt lại, sau một khắc một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ liền sông lên đầu, còn không đợi hắn lui về phía sau, vương đằng một quyền liền đem đánh hoành bay ra ngoài, lực lượng cường đại mãnh liệt, đem thân thể xé tan thành từng mảnh. Làm sao có thể, thực lực của hắn, thế nào sẽ mạnh như vậy? Cái này không thể nào, hắn rõ ràng còn không có tấn thăng đến thần thông bí cảnh, thế nào sẽ mạnh như vậy? Đây không phải là thật, cái này nhất định không phải là thật. Tô Minh nắm màu đen ma thương ngón tay trắng bệch, không thể tin được nước mắt trước mắt một màn này là thực sự. chương 609, toàn bộ chém chết, người này thật không ngờ yêu nghiệt, các phe cường giả đều không khỏi tâm thần rung rung, sợ hãi không thôi, bị vương đằng giờ phút này triển hiện ra thực lực cường đại rung động đến tu sĩ bên dưới đều là run dế, đây là đang tu luyện giới bên trong lưu truyền rộng rãi chân lý. Nhưng bây giờ, chân lý cứ như vậy bị phá vỡ. Vương Đằng lấy phàm nhân cảnh, liên tục diệt thần thông bí cảnh tu sĩ. Mặc dù bắc cực cung mọi người bởi vì trước đây đại chiến tiêu hao không nhỏ, nhưng cũng không phải phàm nhân vũ giả có thể chống lại. Nhưng bây giờ, bắc cực cung mấy đại thần thông bí cảnh tu sĩ liên thủ, đều đang không phải là vương đằng đối thủ, bị vương đằng liên tiếp chu diệt. Mà nay chỉ còn lại hai người. Còn lại hai người, giờ phút này cũng đều vãi cả linh hồn, đối mặt Vương Đằng, đã hoàn toàn không để được chiến ý tới. Nhất là làm Vương Đằng ánh mắt quét tới, rơi ở trên người bọn họ, càng làm cho trong lòng bọn họ sợ hãi, cả người lông tơ dựng ngược, giống như bị tử thần để mắt tới. Vèo, Vương Đằng thân hình chợt lóe tốc độ của hắn quá nhanh, phảng phất phân thân thành hai người, hóa thành hai vệt huyết quang chớp mắt vò tới trước mặt hai người. Bịch bịch, lưỡng đạo quyền ảnh bay ra, hai người thậm chí không có phản ứng kịp, liền bị vương đằng quyền ảnh đánh chúng, há mồm phun ra búng máu tươi lớn, sau đó cả người liền là cung thành tôm đánh ngã bắn ra, ngược đều bị trực tiếp xuyên thủng, lưu lại một cái quả đấm lớn lỗ máu, tại chỗ không sinh tức. T, bốn phía mọi người nhất thời rối giết ngược lại hít một hơi khí lạnh, tất cả mọi người trong ánh mắt đều lộ ra thật sâu không thể tin. Bắc cực cung ở đại điện này người trong, cộng thêm trước đây bị vương đằng đánh giết từ trưởng lão, tổng cộng 9 người, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, lại toàn bộ bỏ mạng ở vương đằng trong tay, không có một người sống. Cái này làm cho tất cả mọi người tại chỗ cũng trong lòng một trận sợ hãi, chẳng những là rung động với vương đằng thực lực, đồng thời cũng bị vương đằng thủ đoạn tàn nhẫn chân nhiếp đến. Xuất thủ liền lấy tánh mạng người ta, không có chút nào hạ thủ lưu tình. Những thứ kia nguyên cười nhạo vương đằng bất quá một người phàm tục vũ giả các phe cường giả, giờ phút này dối rít im miệng, nhìn chằm chằm vương đằng trong ánh mắt khinh thường, khinh miệt, hết thảy tan biến không còn dấu tích, cướp lấy là kiêng kỵ sâu đậm cùng với mãnh liệt không tưởng tượng nổi. Vương Đằng đứng lơ lửng trên không, cũng không có dùng trong cơ thể thái cổ hung thú chân huyết, cũng không có dùng 10 đại thái cổ hung thú tàn niệm gia trì, nhưng là trên người, giờ phút này vẫn như cũ phát ra một cổ mãnh liệt sát phạt lệ khí, để cho người kiêng kỵ Hắn đảo mắt nhìn tứ phương mọi người, không ít thần thông bí cảnh tu sĩ, lại không dám cùng hắn mắt đối mắt, ở Vương Đằng ánh mắt quét tới, một số người mất tự nhiên đưa mắt rời đi. Vương Đằng ánh mắt quét qua mọi người, sau đó rơi vào Tô Minh trên người, Ngươi mới vừa rồi, muốn nói điều gì? Vương đằng con người chính giữa thoáng qua một màn yêu dị huyết quang, nhìn chằm chằm Tô Minh bình tĩnh nói. Nhưng bình thản lời nói, lại để cho Tô Minh cảm giác mãnh liệt bất an, nhất là bị vương đằng kia lạnh giá ánh mắt nhìn chăm chú, càng là cảm thấy trong lòng rung rung. Không, không cái gì, Tô Minh trời xui đất khiến, bị vương đằng một hỏi, nhất là bị vương đằng như vậy nhìn chăm chú, trong lòng không tên cảm thấy bất an, một trận sợ hãi, há mồm cả năm đáp lại một tiếng, nhưng là một chút chiến ý cũng không để được. Trước đó, hắn vô thời vô khắc không chờ mong đến lần nữa tao ngộ vương đằng, đang mong đợi đem vương đằng hung hăng chấn áp ở trước mặt mình, dẫm ở dưới chân, cọ rửa ngày xưa xỉ nhục. Nhưng bây giờ, vương đằng liền đứng ở trước mặt hắn, hắn lại ngược lại cảm thấy run sợ bất an, kia nguyên tùy tiện, kia nguyên không ai bị nổi, vào giờ khắc này tất cả đều không còn sót lại chút gì. Không có gì, ta xem người trước đây, đối với ta có rất thịnh sát cơ, muốn xuất thủ giết ta, Ngươi nên rất rõ ta tác phong, đối với can đảm dám đối với lòng ta tổn sát nghiệm người, tất phải giết. Hơn nữa, người thân là nhân tộc, lại đầu nhập vào ma quật ma tộc, người cũng đã biết, những thứ này ma quật sinh linh, lấy ta nhân tộc làm thức ăn. Vương đằng giọng u u, vừa nói, một bên hướng bên này lăng không đạp đến, con người chính giữa, một luồng hừng hực sát cơ nở rộ, không che giấu chút nào. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Tô Minh thấy vậy nhất thời cả người lông tơ tạc lập, trong lòng bộ dạng sợ hãi, thấy được vương đằng uy thế sau, hắn đối với vương đằng có thể cảm thấy sợ hãi. Muốn ta làm cái gì? Dĩ nhiên là cùng ngươi thanh toán. Dĩ vãng ân oán cũng không tính, bất quá lần này, ngươi lại dám đối với ta nở rộ sát cơ, hơn nữa phản bội đầu ma tộc, ta nghĩ, ta quả thực không tìm được lý do bỏ qua ngươi. Vương đằng con người chính giữa huyết quang lóe lên, há mồm đại quát lên, còn chưa cút tới nhận lấy cái chết. Bị vương đằng tiếng quát to này, tô minh nhất thời không khỏi cả người cũng run lên, tay trái xử đến màu đen ma thương đều không khỏi run rẩy, có sợ hãi, nhưng cùng lúc cũng có tức giận. Bị vương đằng như thế quát lớn, hắn quả thực không áp chế được lửa giận trong lòng, vương đằng, người đừng khinh người quá đáng. Nếu như biến thành người khác, hắn đã sớm giận dữ xuất thủ, nhưng giờ phút này, đối mặt vương đằng, mặc dù hắn trong lòng đã sớm giận không kềm được, nhưng hắn vẫn không dám phát tác, không dám ra tay, bởi vì từ sâu trong nội tâm đối với vương đằng cảm thấy sợ hãi. Loại này sợ hãi, ở chỗ này trước hắn tấn thăng đến thần thông bí cảnh thời điểm, bị hắn hung hăng áp chế, nhưng giờ phút này, thấy vương đằng liên tục diệt bắc cực cung cửu tôn thần thông bí cảnh cao thủ, kia ngày xưa đâm sâu vào sợ hãi, nhất thời lần nữa bộc phát ra. Hư, tiểu tử, ngươi là cái thá gì, cho là đánh chết bắc cực cung những phế vật kia, liền vô địch thiên hạ sao? Dám can đảm như vậy tùy tiện, áp bách ta ma tộc thiếu chủ, tìm chết sao? Lập tức quỳ xuống, hướng tô minh thiếu chủ xin tội, Chúng ta có thể tha cho tính mạng ngươi, nếu không. Ngược lại thì Tô Minh bên người, một cái ma tộc cường giả thấy Vương Đằng như thế lẫn nhau ép, hướng về phía Vương Đằng há mồm mắng. Xoẹt, nhưng mà hắn vừa dứt lời, Vương Đằng trực tiếp đem nhấc tay một cái, trong lòng bàn tay một đạo đỏ thắm huyết quang trong nháy mắt lao ra, giống như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, phốc một tiếng, liền đem thân hình xuyên thủng. Om sòm, ngươi, kia tia chớp màu đỏ ngòm quả thực quá nhanh, hơn nữa quả thực quá đột ngột, người kia còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp xuyên thủng thân thể. Hắn há mồm một cái, cúi đầu liền nhìn thấy trước ngực, một cái thầm trường kiếm màu đỏ, chính xen vào ở trên người hắn, trường kiếm kia sát khí ngút trời, trên thân kiếm lại hiện ra từng cái nhỏ bé mạch máu, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể tiên huyết điên cuồng hướng cái này thầm trường kiếm màu đỏ mãnh liệt đi, ngay sau đó chính là hoàn toàn mất đi ý thức. Cái này thầm trường kiếm màu đỏ, dĩ nhiên là tu la kiếm. Làm tu la kiếm đem đối phương trong cơ thể tiên huyết toàn bộ thôn phệ, chớp mắt liền đem hút thành một cổ thây khô mà tên kia cao thủ ma tộc khô héo thi thể rót ở tô minh bên người nhưng là để cho tô minh sắc mặt tái nhợt tim đều ác ác vừa kéo trong lòng sợ hãi không thôi kia tu la kiếm đem vị này cao thủ ma tộc hút thành thây khô sau liền bay trở về trong tay hắn trong nháy mắt tay cầm tu la kiếm vương đằng cả người uy thế lập tức tăng vọt so với trước đây tiêu diệt bắc cực cung mọi người lúc càng kinh khủng hơn khiến cho được tất cả mọi người tại chỗ cũng sợ hãi không thôi thật cường liệt khí sát phạt đây là ma khí bốn phía mọi người nhất thời dối giết con người có giúp lại nhìn tay cầm tu la kiếm giống như ma thần hàng Lâm Vương Đằng không khỏi sắc mặt đại biến đối với Vương Đằng vẻ kiêng kỵ nhất thời sâu hơn mới vừa Vương Đằng không có dùng tu la kiếm tay không chính là dễ dàng nhìn giết Bắc cực cung chư vị cao thủ bây giờ chấp trưởng tu la kiếm Uy thế càng tăng lên lúc trước làm sao không để cho người sợ hãi chương 610 phong cách vô địch người lại dám giết ta người của ma tộc tìm chết Tô Minh bên người, còn lại cao thủ ma tộc nhất thời ngồi không yên, con người chính giữa nhất thời bắn ra từng đạo lệ mang, ánh mắt chết nhìn chồng chọc vương đằng, cùng với vương đằng trong tay tu la kiếm. Hừ, ma quật sinh linh đồ độc thiên hạ, người người phải trừ diệt. Ta sớm muốn đi đế đô ma quật đi tới một lần, đáng tiếc vẫn không có cơ hội, bây giờ nếu gặp phải các ngươi, tự nhiên không có bỏ qua cho đạo lý. Cho nên hôm nay, không chỉ là Tô Minh, các ngươi cũng tất cả đều phải chết. Vương đằng con người chính giữa lóe lên đỏ thắm huyết quang, tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn chợt lóe, sách tu la kiếm ở trên hư không một cái nhảy, liền hướng mê muội tộc chúng người chém chết mà. Giết hắn, tại chỗ chư vị cao thủ ma tộc nghe, nhất thời rối rít khẽ quát một tiếng, sau đó từng đạo ma khí lăn, hóa thành khói đen, xông về vương đằng. Cường đại ma uy dũng động, phô thiên cái địa, bao phủ hư không, đồng thời mang theo mãnh liệt tinh thần đánh vào, quấy nhiễu vương đằng tinh thần, đủ loại cường đại thần thông bay thẳng đến vương đằng tiêu diệt mà. Bởi vì gặp qua vương đằng mới vừa tiêu diệt bắc cực cung chư vị trưởng lão hung uy, cho nên những ma tộc này cao thủ ra tay một cái chính là hạ sát thủ, không có bất kỳ nương tay, không dám chút nào khinh thường. Lần này tiến vào hỗn độn bên trong tiên điện cao thủ ma tộc không ít, chỉ là địa cung này bên trong ma tộc tu sĩ, cũng đã tới hai mươi mấy người, so với bắc cực cung nhân cân nhắc còn nhiều hơn. Bất quá vương đằng nhưng là không có sợ hãi chút nào. Tinh thần đánh vào, Vương Đằng cười lạnh một tiếng, kia tầng tầng lớp lớp mãnh liệt lực lượng tinh thần đánh thẳng tới, muốn quấy nhiễu Vương Đằng tâm thần, đối với Vương Đằng thực lực tiến hành áp chế, nhưng Vương Đằng thần hồn cường đại cỡ nào, hơn nữa đạo tâm lần thứ hai thăng hoa hắn, tâm ma bất xâm, những thứ kia tinh thần đánh vào vào tới, căn không thể giao động Vương Đằng tâm thần chút nào, giống như nhưu vào vũng bùn. Tay hắn cầm tu la kiếm, tại trong hư không lóe lên, vô địch khí thế, nhị trọng kiếm thế cùng với bất diệt kiếm ý trực tiếp nở rộ ra, khiến cho hắn uy thế đột nhiên giữa lại lần nữa tăng vọt, đồng thời đối với tại chỗ chư ma tạo thành áp chế. Tu la kiếm tà quang đại thịnh, hùng uy mút trời. Vạn kiếm quyết, vương đằng thấp quát một tiếng, tu la kiếm nhưng nhất kiếm bổ ra, trong nháy mắt, từng đạo đỏ thắm kiếm quang, phía trên thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ sậm, lôi cuốn vô thượng phong mang, cùng với cường đại bất diệt ý chí, giang khắp nơi tạo thành một tấm to lớn võng kiếm, hướng đông đảo yêu ma bao phủ qua. Chúng chân ma cường giả dối giết giật mình, trong cơ thể pháp lực dũng động, đủ loại cường đại thần thông bay vùn vụt, đánh phía vương đằng. Âm, um, nhưng mà những thứ này thần thông bay tới, nhưng là hết thảy đều bị vương đằng chém ra võng kiếm cắt, lại trực tiếp yên diệt. Cái gì, như thế này mà cường, đây là thần thông gì, tốt hừng hực phong mang, chư vị yêu ma nhất thời rối rít nheo mắt, mặc dù đã sớm gặp qua vương đằng tiêu diệt bắc cực cung chư vị cường giả thủ đoạn, biết vương đằng thực lực rất mạnh, mặc dù tu vi chỉ có phạm nhân vũ giả cảnh giới, nhưng là lại nắm giữ đi ngược chiều phạt thượng, tiêu diệt thần thông bí cảnh tu sĩ lính. Cho nên bọn họ ra tay một cái cũng không có lưu tay, càng là không có chút nào khinh thường vương đằng. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng không nghĩ tới vương đằng lại mạnh mẽ đến nước này, nhất kiếm bổ tới, ước chừng hơn 50 đạo kiếm quang răng khắp nơi, lăng lệ bá đạo, phong mang tất lộ, lại đưa bọn họ toàn bộ thần thông cũng ngăn cản. Nhất kiếm, ngăn trở bọn họ hai mươi mấy người đồng thời sử dụng thần thông, để cho trong lòng bọn họ sợ hãi không thôi. Phía sau Tô Minh thấy như vậy một màn, càng là con người co rút lại, đối với Vương Đằng lòng sợ hãi, càng phát ra mãnh liệt. Trước đây Vương Đằng tiêu diệt Bắc Cực Cung chư vị trưởng lão thời điểm, mặc dù cũng lộ ra thực lực kinh người, nhưng là cũng xa so ra kém giờ phút này. Phải biết, đây chính là hai mươi mấy tôn thiên nhân cảnh chân ma cường giả đồng thời xuất thủ, hai mươi mấy môn thần thông cùng nở rộ, oanh kích tới, lại bị Vương Đằng nhất kiếm cắt, hết thảy yên diệt. Là bực nào phong thái? lòng bàn tay hắn bên trong dỉ ra mồ hôi lạnh, năm ngón tay bắp trắng bệch, trong lòng có mãnh liệt không cam lòng. dựa vào cái gì vương đằng vẫn chỉ là phàm nhân vũ giả cảnh giới, liền có thực lực như thế, đi ngược chiều phạt thượng, chém chết thiên nhân cảnh tu sĩ giống như nghiền chết trên đất mã nghĩ một loại đơn giản. hắn tấn thăng đến thần thông bí cảnh, thực lực đại tăng, nhưng là bây giờ, nhưng ngay cả cùng vương đằng đánh một trận dũng khí cũng không có. đi nhìn giữa không trung vương đằng đáng sợ kia uy thế tô minh trong lòng sinh ra một cái ý niệm mặc dù bây giờ kia hai mươi mấy tôn chân ma cường giả cũng đều bình yên vô sự nhưng là tô minh lại không dám chút nào đối với bọn họ ôm có hy vọng tiện tay nhất kiếm phong khinh vân đạm liền yên diệt tại chỗ chư vị chân ma cường giả thần thông đã biểu dương ra phong cách vô địch giờ phút này hắn liền bên trong cung điện dưới lòng đất cơ duyên tạo hóa cũng không đoái hoài tới nếu là mệnh đều không còn nói gì cơ duyên cùng tạo hóa vô thanh vô tức Thừa dịp Phương Đằng cùng chư vị chân ma cường giả giao thủ, Tô Minh hóa thành một luồng khói đen, len lén hướng địa cung xó xỉnh một cái lối đi phóng tới. Nơi này cơ duyên tạo hóa, hắn không muốn, giữ được mệnh lại nói, ừ, muốn đi, hỏi qua trong tay của ta kiếm. Nhưng mà Tô Minh vừa động, vương Đằng chính là lạnh rên một tiếng, giơ tay lên giữa, một đạo đỏ thắm kiếm quang liền chém vào hư không, còn như màu máu thác nước, trong nháy mắt hướng về Tô Minh. Tô Minh nhất thời trong lòng cả kinh, trong tay màu đen ma mà thương hướng kiếm quang một thương chọn. d a n g g một chuỗi sáng lạng đốm lửa tung tóe ma khí cùng kiếm khí bắn ra, Tô Minh bị kia lực lượng cường đại chấn lảo đảo lui về phía sau. Trên thực tế, Tô Minh bây giờ thực lực cũng không coi là yếu. Thân là bất diệt chiến thể, chiến lực kinh người, nhưng hắn đối với vương đằng có lòng sợ hãi, lòng sợ hãi, để cho thực lực của hắn không cách nào hoàn toàn phát huy. Hơn nữa trước đây liên tục hai ngày đại chiến, thể nội lực lượng tiêu hao rất lớn, pháp lực không hư, trạng thái cũng không phải là đỉnh phong. Vương Đằng, người đừng khinh người quá đáng. Tô Minh gầm nhẹ, trên huyệt Thái Dương nổi gân xanh, cả người ma khí đằng đằng. nhưng mà Vương Đằng căn không cùng hắn nói nhảm, kiếm Vũ Lăng tiêu. Vương Đằng thấp quát một tiếng, xoẹt, bất diệt kiếm thể dị tượng nở rộ, vô số bóng kiếm từ trong cơ thể hắn bắn ra, cộng thêm bất diệt kiếm ý, cùng với nhị trọng kiếm thế gia trì, mỗi một đạo bóng kiếm cũng sắc bén vô biên mang theo bất hủ bất diệt ý chí, vần quanh ở vương đằng quanh thân. Vạn kiếm lai chiều, vô số bóng kiếm vần quanh ở vương đằng quanh thân, giống như vạn kiếm quy tông một dạng vương đằng trong tay tu la kiếm nhất kiếm hôi ra, phun ra nuốt vào huyết sắc như thác kiếm quang, ánh kiếm này hóa thành một cái lao nhanh huyết sắc kiếm hà, xông về tứ phương chân ma cường giả. Vô số bóng kiếm hưu 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 xông vào kiếm trong sông, cùng với dung hợp, khiến cho kiếm hạ uy thế tăng vọt, có vô kiên bất tồi khí thế, không phải là thần thông hơn hẳn thần thông. Thứ gì, phá diệt cho ta, có mấy cái chân ma cường giả kêu lên, thấy máu sắc kiếm hà quanh co lao nhanh tới, khi thế hung hăng, mấy cái chân ma cường giả dối rít khẽ quát một tiếng, sử dụng pháp bảo cùng chiến binh, oanh kích kiếm hà, như muốn hội diệt. ầm um, nhưng mà kiếm này hà thức sự quá cuồng bạo, trong nháy mắt liền đưa bọn họ thi triển ra thần thông hướng vỡ, sau đó trực tiếp đưa bọn họ cuốn vào trong đó. chương 611, rằng có tô minh, a à, ngay sau đó, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết chi tiếng vang lên, Mấy cái chân ma cường giả bị kiếm Hà cuốn vào, trong nháy mắt tiên huyết tung tóe, kiếm kia Hà giống như một cái cối xay thịt, trong nháy mắt liền đưa bọn họ hoàn toàn rảo sát thành toái phiến, thần hồn câu diệt. Cái gì? Còn lại chân ma cường giả thấy vậy nhất thời không khỏi mí mắt nhảy lên, sợ hãi không thôi. Ùm um ùm, um, kiếm Hà lao nhanh, ở dung hợp bất diệt kiếm ý cùng bất diệt kiếm thể dị tượng kiếm vũ lăng tiêu sau, giống như đạt được linh trí huyết sắc kiếm hà giống như hóa thành máu me đầy đầu sắc hàng dài, dương nhanh múa vuốt sông về còn lại chân ma cường giả. Kia còn lại chân ma cường giả trong lòng nhất thời dâng lên vô hạn cảm giác nguy cơ. Liên thủ đưa nó đánh tan, giết tiểu tử kia, đem kia ma khí đoạt lại. Một con thiên nhân cảnh ngũ trọng sơ kỳ chân ma cường giả thấp quát, người này là nhóm này chân ma bên trong mạnh nhất một người. Theo hắn một tiếng giống to, còn lại chân ma cường giả lập tức dối giết hướng hắn tụ tập tới, liên thủ thi triển thần thông oanh kích lao nhanh tới kiếm hà hiu nhưng mà ngay tại bọn họ liên hợp lại muốn oanh kích kiếm hà thời điểm vương đằng thân hình lóe lên còn như màu máu quỷ mị tại trong hư không bôn tẩu xông lên kiếm hà trong tay lôi kéo tu la kiếm đạp kiếm hà chạy giết toàn bộ chân ma liên hiệp đồng thời mỗi người sử dụng cường đại thần thông cùng pháp bảo uy thế kinh khủng vô biên hướng kiếm kia hà trấn áp xuống âm um, sau một khắc đủ loại cường đại thần thông cùng pháp bảo đánh vào huyết sắc kiếm hà trên toàn bộ địa cung cũng rung rung lên. Lực lượng cường đại bùng nổ, kiếm hà sôi sùng sục, chính giữa kiếm khí cuồng chiều mãnh liệt, giống như vén lên cuồng phong sậu vũ một dạng từng đạo kiếm khí hóa thành cơn lốc quét hướng bốn phương tám hướng. Từng miếng trong suốt pháp chiếu sáng rượu, mạnh mẽ pháp lực từng trận gột rửa. Kiếm hà tan vỡ, vén lên vô tận huyết sắc sóng lớn phóng lên cao. Thành công, ha 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 ha, chúng chân ma cường giả kinh hỉ, trong lòng thật dài thở phào kiếm kia hà cho bọn hắn áp lực quả thực quá lớn, đơn độc ứng đối, bọn họ khăn không người ngăn cản được. Giờ phút này liên hợp lại cùng nhau, cuối cùng đem kiếm này hà tan vỡ. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, xuyên phá kia vén lên huyết sắc sóng lớn, đột nhiên giữa sông vào chúng chân ma bên trong. Sau một khắc, một vòng ánh kiếm màu đỏ ngòm giống như rung động một loại dạo rực mở. Chết, kèm theo luồng ánh kiếm màu đỏ ngòm này bay tiết, một đạo lạnh giá không tình cảm chút nào thanh âm, đột nhiên tại chỗ có chân ma cường giả trong tai vang lên. Trong nháy mắt, tại chỗ toàn bộ chân ma cường giả nụ cười trên mặt trong nháy mắt đông đặc, sau đó hóa thành vô biên sợ hãi. Còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, ánh kiếm màu đỏ ngòm đã hoàn toàn bộc phát ra. Phốc 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 phốc, từng đạo tiên huyết tung tóe, nhuộm máu hư không. Không, cái đó thiên nhân cảnh ngũ trọng chân ma cường giả ỷ vào tu vi cao thâm, ở ánh kiếm màu đỏ ngòm kia quét tới trong nháy mắt, cầm trong tay ma đao ngăn cản ở trước người d a n g g một tiếng thanh thúy thanh âm nhớ tới kiếm quang cùng ma đao va chạm lực lượng cường đại bùng nổ đem trực tiếp phách được hoành bay ra ngoài đồng thời từng đạo kiếm khí bung ra chém chết ở trên người hắn ở trên người hắn lưu lại rậm rạp chẳng chịt vết kiếm cơ hồ đưa hắn cắt thành toái phiến sắc sắc trong tay hắn ma đao chỉ một cái tử nứt toác ra lại bị vương đằng một kiếm này miễn cưỡng đánh nát hoa lạp lạp mà bốn phía những còn lại đó chân ma cường giả thân thể tất cả đều nổ tung vô tận huyết vũ phiêu tán rơi rụng. Tu la kiếm bên trong hiện ra cường đại lực lượng thần bí, đem những kia máu me hết thảy ngưng tụ tới, đem toàn bộ thôn phệ. Hai mươi mấy đầu chân ma cường giả, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, chỉ còn lại một người gần chết thiên nhân cảnh ngũ trọng chân ma. Còn lại chân ma, hết thảy đạo tiêu người mất. Không, cái này không thể nào, ngươi, thực lực ngươi thế nào sẽ mạnh như vậy, cái này không thể nào. Cái đó thiên nhân cảnh ngũ trọng chân ma cường giả cảm thấy cực độ sợ hãi, vô cùng bất an, cùng với cực độ không thể tin. Trong nháy mắt, hai mươi mấy chân ma cường giả liền tan tành mây khói, độc lưu hắn lại một người. Mà trước đây bị vương đằng nhất kiếm ngăn lại đường đi tô minh, bị vương đằng nhất kiếm phách được mấy cái lảo đảo sau, mới vừa ổn hạ thân hình, còn chưa kịp lại lần nữa xông về kia địa cung lối đi, ngẩng đầu liền thấy kinh sợ một màn, nhất thời sắc mặt cũng thoáng cái trắng bệch đứng lên, trên trán hiện ra từng tầng một mịn mồ hôi lạnh, nhìn về phía vương đằng trong ánh mắt vẻ sợ hãi càng thêm mãnh liệt lên đi, đi mau, Tô Minh trong lòng gào thét, muốn chạy trốn, nhưng mà một đạo lạnh giá mâu quang, nhưng là đột nhiên rơi ở trên người hắn, bị vương đằng kia lạnh lùng ánh mắt soi, Tô Minh cơ hồ tại chỗ đạo tâm tan vỡ, cả người lông tơ trong nháy mắt nổ đứng lên, hai chân thậm chí đều có chút như nhũn ra. Trong lòng của hắn giống giận, gầm thét, thúc giục chính mình chạy trốn, nhưng là hắn hai chân, làm thế nào cũng không rời ra bước. Tiểu tử, người mật dám không kiêng nể gì như thế chém chết ta ma tộc cường giả, ta ma quật chư vị đại nhân tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kia gần chết thiên nhân cảnh ngũ trọng chân ma oán hận nhìn chằm chằm vương đằng, hướng về phía vương đằng giận dữ hết. Phốc, lời còn chưa dứt, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, hưu nhưng bay ra, phốc một tiếng chém vào giữa chân mày, tại chỗ đem chém cái hình thần câu diệt. Vương đằng nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt lần nữa trở về tô minh trên người, thời gian ngắn ngủi không thấy, không nghĩ tới ngươi lại tấn thăng đến thần thông bí cảnh, xem ra trong động ma những thứ kia chân ma cường giả, đối với ngươi thật đúng là nhìn chúng, ngươi trước đây can đảm dám đối với ta động sát cơ, chính là ỷ vào tấn thăng đến thần thông bí cảnh sao. Tô Minh sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ hoảng sợ, nắm màu đen ma thương tay trái bóp trắng bệch. Bất diệt chiến thể, rất không tồi thiên phú, chỉ tiếc, người đạo tâm không kiên, như ngươi vậy người, đừng nói là thần thông bí cảnh, ngay cả là cho ngươi cảnh giới cao hơn, ngươi vừa có thể làm gì. Vương Đằng lãnh đạm mở miệng, lăng không bước, hướng Tô Minh từng bước một đi tới, Mỗi bước ra một bước, trên người khí thế, chính là bạo tăng một phân. Hắn vô địch khí thế, vào thời khắc này, rốt cuộc đột phá. Đi ngược chiều pha thượng, lấy phàm nhân vũ giả cảnh giới, liền lật chu diệt thần thông bí cảnh tu sĩ, khiến cho hắn vô địch khí thế, càng phát ra cường thịnh. Giờ phút này, theo hắn mỗi bước ra một bước, trên người khí thế liền bạo tăng một phân, tại chỗ các phe cường giả, toàn bộ sắc mặt đều đại biến, đối mặt vương đằng một cái người phàm nho nhỏ vũ giả, lại cảm giác vô biên kiềm chế kiềm chế, không chỉ là bởi vì giờ phút này vương đằng trên người tăng vọt vô địch khí thế, còn có vương đằng mới vừa liên tiếp tiêu diệt bắc cực cung cùng với ma quật chư vị cường giả triển hiện ra phong cách vô địch, thủ đoạn sắt máu đối với bọn họ tạo thành cực kỳ chấn động mạnh nhiếp. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì, vương đằng, ngươi đừng qua. Theo vương đằng từng bước một ép tiến lên, trên người khí thế càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh mẽ, tô minh áp lực cũng càng ngày càng lớn, đến cuối cùng, rốt cuộc không chịu nổi áp lực, mở miệng lên tiếng. Bốn phía tất cả mọi người giờ phút này trong lòng cũng rung động không dứt, trong khoảnh khắc, mấy chục vị thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh cao thủ, liền bỏ mạng ở vương đằng trong tay, thức sự quá để cho người kinh sợ, như thế hung uy, mọi người tại đây không có ai không đúng hắn kiêng kỵ ba phần. chương 612, Đinh giết Tô Minh, vương đằng không có nhiều lời, nhưng mà hướng Tô Minh từng bước một đi tới, trên người tích lũy khí thế càng ngày càng mạnh. Mỗi một bước hạ xuống, đều giống như có một thanh thiên quân trọng chiến truy đã kích ở Tô Minh trong trái tim, để cho tô minh tim ấy náy rung một cái hắn sắc mặt biến đổi không chừng mơ quang lóe lên trong lòng đủ loại hỗn loạn ý nghĩ dâng lên vương đằng người đừng tới đây ta nhờ cậy ma tộc cũng là thân bất do so kỳ nếu ta không nhờ cậy ma tộc ta tô minh liên tiếp lui về phía sau trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi hướng về phía vương đằng giải thích vương đằng vẫn không có mở miệng nhưng mà an tĩnh hướng tô minh đi tới từng bước từng bước đến gần cái này làm cho tô minh càng sợ hãi áp lực vô hình, áp bách ở Tô Minh trên người, để cho Tô Minh rốt cuộc không nhịn được bùng nổ. Ta với người hợp lại, rốt cuộc, Tô Minh không chịu nổi này cổ áp lực, há mồm nổi giận gầm lên một tiếng, nói trong tay ma thương, hướng vương đằng sông qua. Hắn biết, hôm nay không cách nào thiện, vương đằng sát ý rất kiên quyết. Muốn sống, duy có một trận chiến, gầm lên giận dữ, phảng phất là để cho hắn xua tan một ít trong lòng sợ hãi, khi tức cường đại ba động từ trên người hắn nở rộ ra bất diệt chiến thể dị tượng trực tiếp từ trong cơ thể hắn lao ra một con kim sắc thánh long bay lên không giống giận kim sắc thánh quang phổ chiếu mang theo đáng sợ lực áp bách nhưng áp lực này nhưng không cách nào đối với vương đằng tiến hành áp chế vương đằng cả người vô địch khí thế càng phát ra cường thịnh đồng thời có bất diệt kiếm ý cùng nhị trọng kiếm thế còn có kiếm vũ lăng tiêu dị tượng gia trì bất diệt chiến thể dị tượng căn không cách nào đối với vương đằng tạo thành ảnh hưởng chút nào Giết, Tô Minh gầm nhẹ một tiếng, người đã không lưu cho ta đường sống, ta liền cùng ngươi lưỡng bại câu thương, nhìn một chút người rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Tô Minh tay cầm ma thương, cả người kim quang hừng hực, hướng vương đằng sông qua. Mặc dù hắn trong cơ thể pháp lực không hư, nhưng là giờ phút này, nở rộ bất diệt chiến thể dị tượng, uy thế như cũ kinh khủng. Giống, Hoàng Kim Thánh Long đi theo Tô Minh giống giận, gầm thét, theo Tô Minh một thương ám sát tới, Hoàng Kim Thần Long cũng lao nhanh tới, xông về vương đằng cùng ta lưỡng bại câu thương, bằng ngươi xứng sao. Vương đằng vẻ mặt lãnh đạm, khóe miệng mang theo một tia châm biếm, đối phương đạo tâm yếu ớt, đối với hắn tâm tồn sợ hãi, giờ phút này nhìn như khí thế hung hăng, kỳ thực miệng hùng gan sứa. Hơn nữa, đối phương bây giờ trong cơ thể pháp lực không hư, vương đằng đã sớm minh, đối mặt với đối phương thế công, hắn không hoảng hốt chút nào, như cũ chưa từng vận dụng chính mình thực lực chân chính. Trong tay tu la kiếm dơ cao, kiếm vũ lăng tiêu dị tượng giống như một cái giảo sát lĩnh vực, vô tận bóng kiếm bay vùn vụt. Nhưng giờ phút này, vô tận bóng kiếm hết thảy xông vào tu la kiếm bên trong, khiến cho tu la kiếm phong mang đại thịnh, hung uy tăng vọt. Vạn lưu quy tông, chém, vương đằng thấp quát một tiếng, mái tóc dài đen óng phi dương, trong cơ thể hỏa sát chân khí phún bạc, mãnh liệt, nhất kiếm chém xuống. ầm um, hương hừng hực kiếm quang giống như cửu thiên ngân hà rơi xuống, xông về kia hoàng kim thánh long. Phốc, ở tất cả mọi người rung động trong con mắt, huyết sắc kia ngân hà khuynh tả tại hoàng kim thánh long trên kia hoàng kim thánh long nhất thời một tiếng kêu gào sau đó long thủ lại bị tại chỗ tước đoạn sau đó kia hoàng kim thánh long liền hóa thành vô cùng kim quang lúc đó tiêu tan tan vỡ cái gì tô minh con ngươi nhưng run lên sau đó vẻ mặt dữ tợn đi chết đi ma long giao huyên hắn gầm nhẹ một tiếng trong tay đen nhánh ma thương phun trào vô tận ma khí kia ma thương giống như hóa thành một con ma long hướng vương đằng ám sát tới mang theo vô cùng cường đại uy thế chỉ tiếc pháp lực không hư tô minh một thương này uy thế nhìn như kinh khủng kỳ thực hào nhoáng bên ngoài bất quá thân thể lực bộc phát nhưng là kinh người cheng ma thương động giết tới vương đằng thân hình một cái ngửa về sau tránh ma thương ám sát sau đó tay phải nhanh chóng xuất thủ một tay nắm giữ ở ma thương trên tay trái tu la kiếm nhưng nhất kiếm hướng tô minh chém tô minh nhất thời biến sắc thân thể theo vương đằng động tác một cái nghiêng về phía sau sau đó nhanh chóng một cước đá ra Tu la kiếm công kích rơi vào khoảng không, đối mặt tô minh tia chấp này như vậy một cước nói đến, hắn không trần chờ chút nào, giống vậy một cước bay ra. Lại dám theo ta ngạnh hám thân thể, ha 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 ha, vương đằng, xem ra ta đánh giá cao ngươi. Thấy vương đằng lại dám cùng hắn ngạnh hám thân thể, tô minh trong mắt nhất thời hiện lên một tia lệ mang, nhìn thấy thủ thắng hy vọng. Hắn là bất diệt chiến thể, ưu thế lớn nhất, chính là cường đại thân thể. So đấu thân thể, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Mà vương đằng biết rõ hắn là bất diệt kiếm thể, lại còn dám cùng hắn ngạnh hám thân thể, sát người vật lộn, hắn thấy đơn giản là tìm chết. Nhưng mà sau một khắc, ầm, hai người chân trong nháy mắt đụng vào nhau, giống như hai khối thần thiết va chạm một dạng bộc phát ra một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm, giống như sấm nổ vang ở trong tai mọi người. Vậy cường đại lực bộc phát, để cho tô minh nhất thời sắc mặt biến biến hóa, toàn tâm đau đớn, để cho hắn mặt cũng trở nên vặn vẹo. Ngươi, làm sao có thể, thân thể ngươi thế nào sẽ mạnh như vậy, ngươi lại có thể cùng ta ngạnh hám thân thể. Hắn ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi, cảm thấy mãnh liệt không thể tin. Ta còn tưởng rằng tấn thăng đến thần thông bí cảnh ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu đại sự, mới dám hướng ta động sát cơ, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Vương đằng lạnh rên một tiếng, tiếng nói rơi xuống, trong tay tu la kiếm lần nữa chém xuống, tốc độ của hắn cực nhanh, một cái hô hấp giữa, nhưng là liên tiếp chém ra trên trăm kiếm. Hơn nữa Tô Minh chiến binh đã bị hắn tay phải tóm chặt lấy, khiến cho Tô Minh căn không cách nào dơ lên chiến binh tiến hành ngăn trở, đối mặt Vương Đằng cuồng phong sậu vũ một loại thế công, Tô Minh nhất thời áp lực tăng lên gấp bội, chỉ đành phải không ngừng né tránh, bị Vương Đằng ép tới không còn sức đánh trả chút nào. ầm um, Vương Đằng bắt Tô Minh lộ ra một sơ hở, một cước đá vào trên ngực, cường đại thân thể lực bộc phát bộc phát ra, Tô Minh nhất thời rên lên một tiếng, bị Vương Đằng bị đá hoành bay ra ngoài. Một cước này uy lực nhưng là không thể tầm thường so sánh, nếu không phải Tô Minh là là bất diệt chiến thể, thân thể giống vậy mạnh mẽ vô cùng, một cước này đủ để đem đánh tại chỗ thân thể băng liệt. Nhưng dù vậy, vương đằng một cước này cũng để cho Tô Minh trong cơ thể khí huyết quay cuồng, ngực đều có chút lõm xuống. Xoẹt, vương đằng thừa thắng xông lên, tay trái nắm Tô Minh màu đen ma thương, giơ tay lên liền hướng đến hoành bay ra ngoài Tô Minh ném qua, lực đạo kinh người. Tô Minh nhất thời kinh sợ, cả người lông tơ dựng ngược. Ma thương nắm giữ khí linh, muốn khống chế ma thương, nhưng là Tu La kiếm lại đáp lời cho thấy đáng sợ áp chế lực. Tu La kiếm đối pháp bảo cùng chiến binh có cường đại áp chế lực, ban đầu giả vô thường phong ma kiếm liền gặp phải vương đằng Tu La kiếm áp chế, cuối cùng trực tiếp phản bội đầu vương đằng trong tay. Giờ phút này Tu La kiếm lần nữa hiện ra áp chế khả năng, khiến cho kia ma thương bên trong khí linh kinh sợ, lại khó mà tự nhiên khống chế ma thương. Phần Phật, màu đen kia ma thương liền hóa thành một đạo tia chớp màu đen hướng Tô Minh Đinh đi giết, giữa không trung bay ngược Tô Minh khó mà khống ở thân hình, nhất thời con người co rụt lại. Phốc, màu đen ma thương ở vương đằng đại lực ném xuống, phảng phất xuyên thủng hư không, chớp mắt liền đuổi kịp bị vương đằng nói tung tóe Tô Minh, tại chỗ đinh giết ở trên ngực, may là thân thể cường hãn, cũng bị màu đen ma thương xuyên thủng thân thể, cường đại lực đạo mang theo Tô Minh thân thể tung tóe, sau đó hung hăng đinh ở cung điện dưới lòng đất trên vách đá. Chương 613, nơi này cơ duyên, ta muốn thật là hung hăng, bốn phía quan sát mọi người nhất thời tất cả đều trong lòng kinh sợ, thế nào cũng không nghĩ tới trước mắt cái này còn liền pháp lực cũng vẫn không thể tu luyện được một người phàm tục vũ giả, lại sẽ cường đại tới mức như thế. Mọi người sắc mặt biến đổi, âm thầm tăng nhanh vận chuyển huyền công, khôi phục trong cơ thể pháp lực, bởi vì Vương Đằng thực lực, để cho bọn họ cũng cảm giác kiêng kỵ. Cho nên, bọn họ nhất định phải mau sớm khôi phục pháp lực, để tránh đến lúc đó Vương Đằng ra tay với bọn họ. Phế vật cuối cùng là phế vật dù là người đầu nhập vào ma tộc, tấn thăng đến thần thông bí cảnh, người ở trước mặt ta, như cũng không chịu nổi một kích. Vương đằng sách tu la kiếm bước đi về phía bị hắc sắc ma thương đóng vào trên tường tô minh, con người chính giữa tràn đầy lạnh lùng vô tình, ẩn chứa kinh người sát cơ. Đối phương đối với hắn hiển lộ sát cơ, hơn nữa đầu nhập vào ma tộc, nhất định một con đường chết. Bại ta bại, tại sao, tại sao ta tấn thăng đến thần thông bí cảnh, còn chưa phải là đối thủ của ngươi thân ta hoài thượng cổ thập đại thể chất mạnh nhất bất diệt chiến thể, bây giờ càng là tuyệt đối tu vi áp chế, tại sao còn chưa phải là đối thủ của ngươi? Ta không phục, tô minh đầu tiên là chán nản, sau đó đuổi tiếng giống giận, trong ánh mắt vẻ sợ hãi cũng vì vậy yếu đi xuống. Hắn một tay chộp vào đinh ở trên người mình màu đen ma thương phía trên, giống giận muốn sắp tối sắc ma thương từ trên lồng ngực của chính mình rút ra đi. Từng luồng tiên huyết, từ trên người hắn xông ra, dọc theo vách đá, một đường xuống phía dưới chiếu xuống. Ông, nhưng mà vương đằng trong tay tu la kiếm nhưng là run rẩy ông minh đem những thứ kia chiếu xuống tiên huyết hết thảy hút nhiếp tới tiến hành thôn phệ không chỉ như thế từng cổ một lực lượng thần bí từ tu la kiếm bên trong dũng động đi ra bao phủ tô minh sau một khắc tô minh vết thương trên người nơi tiên huyết nhất thời giống như ngập lụt vỡ đê pháp lực cũng không phong được trong cơ thể tiên huyết liên tục không ngừng xông ra vết thương bị tu la kiếm dẫn động hóa thành một cái huyết sắc mối quan hệ xông về tu la kiếm, bị tu la kiếm thôn phệ. Tô Minh nhất thời sắc mặt đại biến, bị kia tu la kiếm lực lượng thần bí bao phủ trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được vô cùng bất an, sau đó liền phát hiện mình trong cơ thể tiên huyết không bị khống chế trào ra ngoài, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. "Không, không muốn, vương đằng, tha ta, ta sai, ta sai. Van cầu người tha ta, xem ở chúng ta lúc trước đều là tinh võ học viện đệ tử phân thượng tha ta, người yên tâm, ta sau này không bao giờ nữa trở về ma quật." ta thần phục ngươi, sau này ta liền đi theo ở bên cạnh ngươi, chỉ cần ngươi thả ta, ta cho ngươi làm nô là cầu đều được a. À. Tô Minh kinh hoàng kêu to, tử vong khói mù đưa hắn bao phủ, để cho trong lòng của hắn sợ hãi lần nữa hàng lâm, hơn nữa trước đó chưa từng có mãnh liệt. Từ ngươi đầu nhập vào ma tộc một khắc kia trở đi, ngươi liền nhất định khó thoát khỏi cái chết. Về phần đi theo ta, bằng ngươi yếu ớt đạo tâm, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vương đằng thần tình lạnh lùng, không có phần nửa nhân từ nương tay, tu la kiếm nhanh chóng thôn phệ tô minh trong cơ thể tiên huyết mắt trần có thể thấy tô minh thân thể nhanh chóng khô đét đi xuống giờ phút này tô minh chỉ cảm thấy thân thể của mình càng phát ra lạnh giá thân thể càng phát ra suy yếu vô lực hơn nữa choáng váng cuối cùng giống như là cả người ngã vào đến vô tận trong vực sâu cả thế giới cũng trở nên nước sơn đen xuống sinh cơ vào thời khắc này hoàn toàn đoạn tuyệt vương đằng trong tay tu la kiếm càng phát ra yêu dị vương đằng xoay người lại quét nhìn tứ phương mọi người bốn phía mọi người thấy vương đằng ánh mắt quét tới, đều không khỏi trong lòng rét một cái, không dám cùng mắt đối mắt. Giờ phút này, không có ai nữa đối vương đằng ôm có bất kỳ lòng khinh thường, kia trước đây bại lộ ra, trong ánh mắt bất thiện vẻ, vào thời khắc này cũng dối giết thu liếm, cướp lấy là kiêng kỵ sâu đậm. Bây giờ vương đằng, mặc dù như cũ còn chỉ là một chưa từng ngưng tụ ra pháp lực phàm nhân vũ giả, nhưng là ở trong mắt mọi người, hắn lại đã sớm vượt qua phàm nhân vũ giả giới hạn, bị bọn họ coi là là cùng chờ tồn tại cường giả. Bởi vì giờ khắc này, vương đằng triển hiện ra thực lực, thức sự quá kinh khủng, chiến tích văn hoa, thời gian ngắn ngủi liên tiếp chu diệt bắc cực cung trưởng lão cùng với ma quật chân ma cường giả mấy chục con. Chiến tích này, quả thực quá kinh người, đủ để đem mọi người tại đây chấn nhiếp, không có ai còn dám khinh thường cùng khinh thị hắn. Khóe mắt liếc qua liếc về trên đất lén lén lút lút thu những thứ kia bị vương đằng chém chết đông đảo thần thông bí cảnh cao thủ pháp bảo chứ đồ hói đầu hạc, vương đằng không có đi ngăn cản nó, ngược lại đối phương thu tới đồ vật, cuối cùng cũng sẽ đến hắn trong túi. Ánh mắt của hắn, đảo mắt nhìn tứ phương mọi người, sau đó lại liếc một cái chính giữa cung điện dưới lòng đất, kia 12 cây trong trụ đá, từng cái to lớn ống khóa trói buộc một viên giống như tim một loại ẩn chứa lực lượng kinh khủng thạch đầu. Vương đằng con người chính giữa nhất thời thoáng qua một vệt hừng hực ánh sáng, nhìn tứ phương mọi người nhàn nhạt, nhạt nói, chư vị, địa cung này bên trong cơ duyên tạo hóa, ta nhìn chúng, chư vị liền không nên nhớ, xin mau thối lui ra nơi đây đi. Hắn trực tiếp bắt đầu thanh tràng. Địa cung này bên trong cơ duyên, trái tim kia hình dáng thạch đầu, lộ ra quả thực bất phàm, chính giữa ẩn chứa lực lượng cường đại, ngay cả là vương đằng đều cảm giác được trong lòng kiêng kỵ. Mặc dù không biết tảng đá này đến tột cùng là cái gì, nhưng là từ trong này tản mát ra lực lượng kinh khủng ba động liền nhưng có biết, nhất định là một cọc cơ duyên vô cùng to lớn. Nếu là cơ duyên tạo hóa, vương đằng tự nhiên muốn đem cướp lấy nơi tay, bất kỳ cơ duyên tạo hóa, nếu gặp phải, đó cũng không có bỏ qua cho đạo lý bất luận kẻ nào dám can đảm chấm mút hắn cơ duyên tạo hóa, trở ngại hắn trở nên mạnh mẽ, vương đằng cũng không ngại đem hết thải tiêu diệt. Cái gì, nghe được vương đằng lời nói, bốn phía mọi người nhất thời sướng sờ, sau đó rồi giết giận tím mặt. Các hạ nói cái gì, địa cung này bên trong cơ duyên tạo hóa, là là chúng ta xuất phát hiện trước, hơn nữa trong chúng ta đã có người đang nghiên cứu phá trận phương pháp, người lại muốn đuổi chúng ta đi, nuốt một mình nơi này cơ duyên tạo hóa. Hừ, vương đằng, thực lực ngươi mặc dù không yếu, bất quá người muốn nuốt một mình nơi này cơ duyên tạo hóa, cũng không tránh khỏi quá tham lam. Địa cung này bên trong cơ duyên, một mình ngươi có thể không ăn được. Lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi, cũng đừng xanh bạo chính mình. Các phe cường giả nhất thời dối rít quát lạnh, nhìn vương đằng trong ánh mắt, tràn đầy bất thiện. Thừa dịp vương đằng tiêu diệt bắc cực cung cùng với ma quật những cao thủ kia, những người này chính là trong bóng tối khôi phục pháp lực, bây giờ mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng là cũng khôi phục thất thất bát bát. Giờ phút này đối mặt Vương Đằng, mọi người trong lòng cũng theo lực lượng khôi phục, có niềm tin, nghe được Vương Đằng lại muốn thanh tràng, muốn đưa bọn họ hết thảy đuổi ra địa cung, nuốt một mình địa cung này bên trong cơ duyên tạo hóa, mọi người lại làm sao có thể không giận. Bọn họ sớm liền đi đến nơi này trong cung mấy ngày, tự nhiên cũng đều nhìn ra hòn đá kia tim bất phàm. Không sai, Vương Đằng, chúng ta thừa nhận, người mặc dù bây giờ vẫn chỉ là một người phàm tục vũ giả, bất quá thực lực ngươi cũng đã có tư cách cùng thần thông bí cảnh lẫn nhau sóng vai, cho nên nơi này cơ duyên tạo hóa, người cũng có tư cách chia một chén canh, nhưng người muốn nuốt một mình, nhưng là không khỏi quá tham lam. Mọi người lạnh lùng nói, chương 614, đánh cuộc, các ngươi không phục, vương đằng cặp mắt híp lại, tay cầm tu la kiếm đứng lơ lửng trên không, kia tu la kiếm trên giết phạt lệ khí mãnh liệt, cộng thêm vương đằng mới vừa liên tiếp chém chết mười mấy tên thần thông bí cảnh cường giả tích lũy uy thế, cả người giống như một người ma như thần. Phía dưới các phe cường giả mặc dù đối với vương đằng thực lực có chút kiêng kỵ, nhưng là lại còn chưa đạt tới e ngại bước. Nhất là, Vương Đằng lại muốn nuốt một mình nơi này cơ duyên tạo hóa, bọn họ nói cái gì cũng không khả năng đáp ứng. Hừ, Vương Đằng, người quá tùy tiện, nơi đây có đại cơ duyên, đại tạo hóa, há lại có thể cho ngươi một người nuốt một mình. Chúng ta trước đây đi tới nơi này, ở chỗ này nghiên cứu nhiều ngày, phá giải trong này trận pháp, bây giờ ngươi thứ nhất, liền muốn nuốt một mình nơi này cơ duyên tạo hóa, đem chúng ta đưa vào nơi nào. Các phe cường giả cũng tỏ thái độ, Người người khí tức khiếp người, ánh mắt sắc bén bức thị vương đằng. "A, à, các người nói thật có chút đạo lý, tốt như vậy, các người đã đi tới nơi này mấy ngày đều không thể tìm được phá giải trận pháp này phương pháp, không bằng như vậy, chúng ta đánh cuộc như thế nào?" Vương Đằng khẽ mỉm cười, mở miệng nói, "Đánh cuộc, ngươi muốn đánh cuộc gì?" Mọi người nghe vậy đều không khỏi nhíu mày, không biết Vương Đằng trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. "Rất đơn giản, mọi người chúng ta cùng đi thôi toán phá trận phương pháp." nếu là ta xuất tìm được trước phá trận phương pháp, kia trận pháp này bên trong cơ duyên, liền trở về ta. Nếu là ngươi môn tìm được trước phá trận phương pháp, vậy trong này mặt cơ duyên, liền thuộc về các ngươi được, ta tuyệt không chia sẻ, như thế nào. Vương Đằng mở miệng nói, tứ phương mọi người nghe vậy nhất thời sôi sùng sục lên. Ngươi nói cái gì, Vương Đằng, ta thừa nhận ngươi vũ đạo thiên phú xác thực kinh người, còn chưa phải là thần thông bí cảnh tu sĩ, pháp lực cũng còn không có tu luyện được, dĩ nhiên cũng làm có thể chém chết thần thông bí cảnh tu sĩ. Phần này vũ đạo thiên phú, ngay cả là chúng ta không thừa nhận cũng không được, bất quá ngươi nói ngươi muốn phá trận, khó tránh khỏi có chút quá thiên phương dạ đàm chứ. Chính phải chính phải, người vũ đạo thiên phú xuất chúng như thế, võ đạo thực lực càng là kinh người, hơn nữa ngươi còn trẻ như vậy, ngươi nếu là còn biết trận pháp đại đạo, đánh chết ta cũng không tin. Bốn phía không ít người cũng mở miệng nói, nhìn về phía vương đằng trong ánh mắt tràn đầy không tin. Đồng thời, có người phảng phất là nghĩ đến cái gì, nhìn Vương Đằng đột nhiên ánh mắt sáng lên, hướng về phía đồng môn truyền âm nói, chư vị trưởng lão, Vương Đằng tiểu tử này, mới bất quá mười mấy tuổi tuổi tác, có thể có như thế kinh diễm vũ đạo thiên phú, đã là tuyên cổ ít có, cho dù hắn thật có một ít trận đạo thiên phú, nhưng một người tinh lực có hạn, người này tuyệt đối không thể lại đi nghiên cứu trận đạo, hơn nữa trận này không phải chuyện đùa, chúng ta liên thủ thôi toán lâu như vậy, đều không có thể tìm được phương pháp phá giải. Người này càng không cần phải nói, hắn giờ phút này nói lên đánh cuộc này, xem ra cũng là muốn đến, chính mình không thể nào nuốt một mình nơi này cơ duyên tạo hóa, toàn bộ tìm cho mình cái dưới bậc thang. Không sai, ta cũng cho là như thế, đã như vậy, chúng ta đây đáp ứng hắn tốt. Các phái khác cường giả ý kiến rất nhanh thì đạt thành nhất trí, được, vương đằng, chúng ta liền đánh với người đánh cuộc này, nếu là chúng ta trước tìm ra phá trận phương pháp, vậy trong này cơ duyên, giống như ngươi không có quan hệ, hy vọng ngươi nhớ thực hiện ước định. Không thành vấn đề, mọi người chúng ta đều có thể lập được thiên đạo lời thề vương đằng trên mặt hiện lên vẻ tươi cười nói ừ tiểu tử này lại còn chủ động như vậy lại còn nói lên muốn lập được thiên đạo lời thề để ước thúc chính mình tại sao ta cảm giác tiểu tử này có chút quá nhạt cố định trong này sẽ có hay không có gạt sợ cái rắm chúng ta nhiều người như vậy tiểu tử này chỉ có một người mà thôi hơn nữa mới mười mấy tuổi tuổi tác võ đạo cũng còn không có bước vào tu sĩ điện đường nếu là hắn có thể phá cái này trận Ta đầu hái xuống cho ngươi ngay đêm đó ấm. Với hắn đánh cược, các phe cường giả Dối Dít đạt thành nhất trí, căn không cảm thấy Vương Đằng có thể thắng, đều cho rằng Vương Đằng nhưng mà ở tìm cho mình cái dưới bậc thang. Chỉ có yêu tộc bên kia, Dối Dít sắc mặt biến đổi. Kia hồ tộc yêu nữ, cùng với bên người nàng mấy cái cường giả thế hệ trước, có thể là vô cùng rõ ràng Vương Đằng thủ đoạt, trước đây kia cổ dược viên bên trong trận pháp kết giới, bị hắn tiện tay hai ngón tay liền đâm thủng, bây giờ lại như vậy tính trước ký cảng với mọi người đánh cuộc chỉ sợ là sớm đã có phá trận phương pháp. Ha ha, các người nói, tiểu tử này trước đây tùy ý hai ngón tay, liền phá một tòa tàn trận. Trận pháp cũng chia mạnh yếu, có cấp bậc phân chia, huống chi vẫn chỉ là một tòa tàn trận. Chắc hẳn chỉ là một hạ đẳng trận pháp tàn trận mà thôi, bị hắn vừa vặn đánh trung yếu kém điểm, phá trận pháp, cái này có gì tốt để ở trong lòng. Liền như vậy một tiểu tử chưa giáo máu đầu, có kinh người như vậy võ đạo thực lực cũng liền thôi, phải nói hắn thật đúng là tinh thông trận phát đại đạo, kia khó tránh khỏi có chút quá thiên phương dạ đàm, với hắn đánh cược. Yêu tộc bên này cũng có mấy cái không cùng loại tộc, nhận được hồ tộc yêu nữ đám người truyền âm, đều là cười nhạt, căn không có nghe lọt, không tin tưởng bọn họ nói. Chúng ta nói đều là thật, các người thế nào cũng không tin đây. Hồ tộc yêu nữ bên người mấy cái cường giả yêu tộc có chút nổi nóng, nhưng là lại bị hồ tộc yêu nữ đưa tay ngăn lại cũng đừng nói. Hồ tộc yêu nữ ngăn lại bên người mấy người tiếp tục khuyên, ánh mắt nhìn đứng lơ lửng trên không vương đằng trong đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục. Sau đó lại liếc mắt nhìn kia bên trong cung điện dưới lòng đất gian thạch tâm, trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác nụ cười. Từ vương đằng mở miệng nói muốn nuốt một mình viên này thạch tâm thời điểm, nàng liền đã bỏ đi muốn cùng vương đằng một hồi dự định. Xem ra trước đây cổ dược viên cơ duyên, để cho thực lực của hắn, tăng lên không chỉ một bậc. Hồ tộc yêu nữ trong lòng lẩm bẩm nói, mới vừa vương đằng chém chết bắc cực cung cùng ma quật những cao thủ kia thời điểm, liền khôi lỗi bạch long cùng xích lân long xả cũng không có đụng tới không chỉ như thế nàng nhớ vương đằng còn trong tay nắm giữ hai loại có thể tăng lên thực lực của chính mình bí thuật mới vừa giống vậy chưa từng thi triển nói cách khác vương đằng mới vừa rồi tiêu diệt bắc cực cung cùng ma quật người căn không hề sử dụng toàn lực có rất nhiều cất giữ nhưng vẫn như cũng như thế phong khinh vân đạm liền nghiền giết bắc cực cung cùng ma quật chưa hơn cao thủ có thể tưởng tượng được vương đằng bây giờ thực lực đã xưa không bằng nay nếu là ra tay toàn lực bọn họ nơi này còn lại chừng 100 danh thần thông bí cảnh cao thủ cùng tiến lên, coi như là miễn cưỡng chân áp phương đằng, chỉ sợ cũng phải tổn thất nặng nề. Tiểu thư, hồ tộc yêu nữ bên người một tên trưởng lão thấy tiểu thư nhà mình không chấp mắt nhìn chằm chằm giữa không trung đạo thân ảnh kia, không khỏi xúc cao mày, thấp giọng khẽ gọi một tiếng. Nhưng hồ tộc yêu nữ nhưng là không phản ứng chút nào, trong đôi mắt đẹp lưu động tia sáng kỳ dị. Tiểu thư, à, kia trưởng lão yêu tộc lại kêu một tiếng, hồ tộc yêu nữ phương mới rốt cục giật mình tỉnh lại như thế, quay đầu nhìn về phía tên này hồ tộc trưởng lão. Tiểu thư, ngươi, tên kia hồ tộc trưởng lão nhìn một chút hồ tộc yêu nữ, lại liếc mắt nhìn vương đằng, thấp giọng nhắc nhở tiểu thư, kim bằng tộc tiểu bằng vương nhưng ngay khi hỗn độn bên trong tiên điện, ngươi cũng đừng thật vừa ý tiểu tử này, nếu không nếu là tiểu bằng vương biết, chỉ sợ. Ta tự có chừng mực, hồ tộc yêu nữ nghe vậy cao mày một cái, có chút không vui nói. Chương 615, đổi ý. Ngay sau đó, các phe trận doanh nhân vật đại biểu liền dối giết tỏ thái độ, đáp ứng cùng vương đằng đánh đánh cuộc này. Nếu là vương đằng dẫn đầu phá giải đá này tâm bên ngoài trận pháp, như vậy thạch tâm cơ duyên, liền trở về vương đằng được. Nếu không, vương đằng liền không được tại chấm mút đá này tâm cơ duyên. Nếu như là trước, vương đằng không có lộ ra thực lực kinh người, tại chỗ những thứ này thần thông bí cảnh cao thủ, căn sẽ không đưa hắn coi ra gì, tự nhiên cũng không khả năng với hắn đánh đánh cuộc này. Sợ rằng ở vương đằng nói ra muốn thanh tràng lời nói thời điểm, liền bị mọi người quần khởi công chi. Nhưng bây giờ lại không giống nhau, vương đằng bày ra thực lực, để cho mọi người tại đây kiêng kỵ. Nhất là bọn họ bởi vì trước đây đại chiến, mặc dù bây giờ khôi phục một ít pháp lực, nhưng là lại còn không có đạt đến đến trạng thái tột cùng, vì vậy cũng không hy vọng cùng vương đằng xung đột trực tiếp, bởi như vậy, bọn họ các phe cũng nhất định sẽ có không nhỏ tổn thất. Đã như vậy, vậy mọi người liền cũng lập được thiên đạo lời thề đi. Vương đằng nhàn nhạt nói, các đại tông môn cao thủ dối giết lập được thiên đạo lời thề. Vương Đằng cũng cùng nhau thề, yêu tộc bên này, còn lại các tộc mặc dù nhưng đã được đến hồ tộc trưởng lão nhắc nhở, nhưng là lại cũng căn không có đem nghe vào, căn không có đem Vương Đằng coi ra gì, không tin Vương Đằng thật có thể phá trận, lập tức cũng đều dối giết lập được thiên đạo lời thề. Về phần hồ tộc mọi người, các phe cường giả đều đã thề, tiếp nhận cái này đánh cuộc, bọn họ đồng ý hay không, đều đã không trọng yếu. Bởi vì chỉ dựa vào bọn họ, căn không thể nào ngăn trở vương đằng cướp lấy thạch tâm cơ duyên. Ha 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 ha, vương đằng, coi như người thức thời, tìm cho mình một cái như vậy nấc thang, người rất không tồi, biết chọn lựa, lão phu thưởng thức ngươi. Linh tịch tông một trưởng lão hướng về phía vương đằng cười ha ha một tiếng, người trưởng lão này chính là linh tịch tông một tên trận pháp sư, mới vừa vẫn đang nghiên cứu nơi này trận pháp, tìm phá trận phương pháp. Hắn giống vậy cho là vương đằng nói lên cái này đánh cuộc, chính là cho chính hắn tìm một nấc thang. Tiếng nói rơi xuống, các phe cường giả trên mặt cũng toát ra vẻ tươi cười, cảm thấy vương đằng căn không thể nào thắng được chàng này đánh cuộc, đá này tâm cơ duyên, cùng vương đằng đã không liên quan. Thật sao, chỉ sợ vương mỗ hôm nay muốn cho chư vị thất vọng. Vương đằng khóe miệng giống vậy hiện lên vẻ tươi cười, liếc một cái bận biểu thôi toán phá trận phương pháp mọi người, vương đằng trực tiếp đi tới kia phong tỏa thạch tâm trận pháp trước. Hắn dĩ nhiên không biết làm không có nắm chắc sự tình. Khi nhìn đến trận pháp này thời điểm, Vương Đằng Liền đã sớm đem hoàn toàn nhìn thấu, tại hắn con người chính giữa, tòa trận pháp này trận văn bố trí, tất cả đều ảnh ngược đi ra, không chỗ có thể ẩn giấu. Bất kỳ một cái nào sơ hở, cũng không chạy khỏi Vương Đằng ánh mắt. Ở tất cả mọi người giật mình trong ánh mắt, Vương Đằng bình tĩnh trong nháy mắt, ở trận pháp kia mấy cái phương hướng, liên tiếp bắn ra mấy đạo kim sắc thần văn. ầm, um, trong nháy mắt, từng tiếng tiếng nổ vang lên, vô hình kia trận pháp nhất thời hoàn toàn hiển hóa ra ngoài, từng đạo kim quang tàn phá phá diệt, sau đó, vương đằng khẽ quát một tiếng, cuối cùng một chỉ điểm ra, kia hừng hực trận ánh sáng, liền nhưng run lên, sau đó vô số trận văn qua lại, biến mất tại trong hư không, bình tĩnh lại. Kia 12 trong trụ đá lớn gian, bị từng đạo to lớn ống khóa trói buộc thạch tâm, liền hoàn toàn bộc lộ ra. Ống khóa hoa lạp lạp vang động, thu hồi 12 đại trong trụ đá. Viên kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng thạch tâm, cũng không có rớt xuống đất, mà là trôi lơ lửng ở giữa không trung. Chư vị, đá này tâm cơ duyên, ta liền từ chối thì bất kính. Vương đằng khóe miệng vén lên một tia vẻ nhạo báng, phân thân liền vào tới 12 cây cột đá chính giữa, chân khí dũng động, liền đem này cái thạch tâm vồ lấy ở trong tay. Từng cổ một sức mạnh mạnh mẽ, ở thạch trong lòng dâng trào kích động, còn như thủy triều, vương đằng trong lòng đều không khỏi cảm giác một tia kiêng kỵ, cảm giác áp lực. Tay nâng đến thạch tâm, tim không tên sợ hãi, linh hồn khẽ run. Tốt lực lượng cường đại, vương đằng ánh mắt sáng quắc, đá này trong lòng ẩn chứa lực lượng, quả thực quá bằng bạc. Bốn phía tất cả mọi người há to mồm, nụ cười trên mặt trở nên vô cùng cứng ngắc, cuối cùng đông đặc. Nhìn vương đằng hai ba lần phong khinh vân đạm liền phá diệt trận pháp, đem thạch tâm bắt vào trong tay, mọi người trong ánh mắt, toàn bộ đều lộ ra mãnh liệt không thể tin. Hồi lâu phương mới lấy lại tinh thần, không thể nào, điều này sao có thể, hắn như thế này mà tùy tiện liền phá giải trận pháp. Ta, ta không nhìn lầm chứ, tiểu tử này, hắn lại thật biết trận pháp đại đạo. Phục hồi tinh thần lại, mọi người nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, bọn họ nhiều người như vậy, trước đây cũng đã nghiên cứu qua trận pháp này tốt hơn một chút thời gian, mà giờ khắc này lại bại bởi một cái mười mấy tuổi tiểu tử chưa giáo máu đầu. Ta nhớ được, hắn căn bản không hề đối với trận pháp này tiến hành thôi toán chứ. T, liền đầy coi là đều chưa từng, hắn là như thế nào tìm được phá trận phương pháp. Tất cả mọi người cảm thấy không tưởng tượng nổi, đồng thời, nhìn vương đằng nắm trong tay thạch tâm, mọi người sắc mặt nhất thời trở nên âm tình bất định, ánh mắt lóe lên. Bọn họ không nghĩ tới, Vương Đằng lại thật phá giải trận pháp, hơn nữa còn ở thời gian ngắn như vậy bên trong. Nhất là yêu tộc bên kia, giờ phút này tất cả đều sắc mặt khó coi. Trước đây hồ tộc mọi người từng nhắc nhở qua bọn họ, nói Vương Đằng cực kỳ tinh thông trận pháp, bọn họ lại không tin, cho là Vương Đằng trước đây phá giải cổ dược viên trận pháp kết giới nhưng mà ngẫu nhiên. Nhưng giờ phút này, bọn họ mới vừa biết được, Vương Đằng trận pháp thành tựu, bực nào tinh thâm. Các phe cường giả cũng yên lặng, nhìn vương đằng trong tay cái viên này thạch tâm, cảm thụ kia thạch trong lòng phúc bắn ra lực lượng cường đại, không ít người dối giết ý động. Theo trận pháp bị vương đằng phá hỏng, đá này trong lòng phúc bắn ra lực lượng, cũng so với trước đây cách trận pháp lúc cường liệt hơn nhiều lắm. Để cho tứ phương không ít người động tâm, cho dù là lập được thiên đạo lời thề, nhưng là ở nơi này to đại cơ duyên trước mặt, như cũng có người sinh lòng ý đổ xấu. Hư, tiểu tử, người sớm tìm được phá trận phương pháp, lại cố ý bày cảm bẫy, dẫn dụ chúng ta cùng người đánh cuộc, người tốt thâm thành phủ. Trận đánh cuộc này không công bình, có người đột nhiên há mồm nạt nhỏ, cặp mắt híp lại, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vương đằng trong tay thạch tâm, trong ánh mắt tràn đầy tham lam ánh sáng. Ồ, không công bình, nghe ý ngươi, ngươi không phục lắm, là muốn vi phạm thiên đạo lời thề, để cướp đoạt trong tay của ta đá này tâm sao. Vương đằng nghe vậy, đem thạch tâm thu, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, hắn đã sớm ngờ tới sẽ có cục diện này, bất quá hắn căn không thèm để ý. Cùng bọn chúng đánh đánh cuộc này, cũng không phải là hắn sợ đánh với bọn họ một trận, mà thì không muốn phiền toái. Dù sao, tại chỗ trong cung điện dưới lòng đất còn có ước chừng hơn trăm danh thần thông bí cảnh tu sĩ, cho dù hắn thực lực bây giờ tăng mạnh, nhưng là muốn đưa bọn họ toàn bộ giết, cũng phải phí nhiều chút thời gian mới được, như vậy mất thời gian phí sức. Bất quá nếu là đối phương cố ý muốn tìm chết, vậy hắn sẽ không để ý tác thành đối phương. Bốn phía dục dịch mọi người, nghe được vương đằng lời nói, nhất thời dối rít sắc mặt biến biến hóa. Nghĩ đến vừa mới lập được thiên đạo lời thề, tuyệt đại đa số người đang cân nhắc một phen sau, cuối cùng cũng buông tha xuất thủ ý nghĩ. Dù sao, đối với vũ giả cùng tu sĩ mà nói, thiên đạo lời thề đối với bọn họ đúng là vẫn còn có không nhỏ trói buộc. Nếu là tùy ý vi phạm thiên đạo lời thề, rất có thể sẽ gặp phải thiên đạo cắn trả, nguy hiểm nghiêm trọng tánh mạng, nhẹ một tí cũng sẽ nảy sinh tâm ma, sau này tu hành khó có tiến thêm nhưng cõi đời này trung quy không thiếu một ít thấy lợi nhuận mắt mở người, giờ phút này như cũ xuất thủ ý nghĩ, nhất là một ít tư chất không cao lắm, tu vi cũng đã khó mà tinh tiến người, giờ phút này chính là không muốn buông tha cái cơ duyên này, cho dù là mạo hiểm vi phạm thiên đạo lời thề gặp cắn trả nguy hiểm, cũng muốn giành giật một hồi. chương 616 còn có ai không phục? Không tệ, ta chính là không phục, người đã sớm biết như thế nào phá trận, lại bày cảm bẫy, dẫn dụ chúng ta cùng người đánh cuộc, còn lập được thiên đạo lời thề, tính toán như thế chúng ta, ta tự nhiên không phục. Cho nên, cái gọi là đánh cuộc, cũng không thể được lập, đá này tâm cơ duyên, ngươi đừng mơ tưởng một người nuốt một mình. Tên lão giả kia trầm giọng nói, nói chuyện lúc, trên người cường đại tu vi khí tức cũng là không che giấu chút nào bộc lộ ra. Lại rõ ràng là một người thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh ngũ trọng trung kỳ cao thủ. Không sai, vương đằng, ngươi lại dám tính toán như thế chúng ta, thạch tâm cơ duyên, ngươi nghỉ muốn nuốt một mình, chúng ta cũng không phải làm khó ngươi, người đem đá này tâm cơ duyên cống hiến ra đến mọi người chúng ta đồng thời bắt tay luyện hóa chia sẻ cơ duyên trong đó lại có người mở miệng này tâm tư người có thể nói là hiểm ác vô cùng cũng không trực tiếp cướp lấy thạch tâm mà là để cho vương đằng đem đá này tâm cống hiến ra đến mọi người cùng nhau chung nhau luyện hóa chung nhau chia sẻ cơ duyên trong đó tạo hóa muốn đem tất cả mọi người tại chỗ đều kéo lên thuyền đồng thời cũng là mượn dùng tất cả mọi người tại chỗ tới chung nhau áp bách vương đằng cho vương đằng chế tạo áp lực quả nhiên theo người này rứt lời xuống, tại chỗ còn lại mấy cái bên kia bởi vì kiêng kỵ thiên đạo lời thề đã đè xuống ý nghĩ mọi người, cũng nhất thời dối rít ánh mắt lóe lên, tâm tư trở nên linh lợi lên. Nếu là vương đằng nguyện ý chia sẻ cơ duyên này tạo hóa, chuyện này với bọn họ mà nói dĩ nhiên là cực tốt, có thể đi theo chia một chén canh, cớ sao mà không làm. Vì vậy, mọi người cũng đều dối rít mở miệng, ủng hộ người này ngôn ngữ. Muốn ta đem cơ duyên này cống hiến ra đến, mọi người cùng chia sẻ chỉ bằng các ngươi, xứng sao cùng ta cùng chung cơ duyên này. Nhưng mà vương đằng nhưng là cười lạnh một tiếng, lạnh lùng ánh mắt quét nhìn tứ phương, trên người vô địch khí thế ở chỗ này trước đã xông phá những giảng buộc đạt tới một lần lột xác. Đến bây giờ, vương đằng trên người vô địch khí thế, so với trước đây cường đại hơn nhiều, giờ phút này hắn một tiếng quát to, đứng lơ lửng trên không, đối mặt tứ phương gần trăm danh thần thông bí cảnh cường giả áp bách, cũng không có phân nửa vẻ sợ hãi, ngược lại là cổ vũ hắn vô địch thế, hắn giống như một người vô địch chiến thần đứng lơ lửng trên không nhìn bằng nửa con mắt bát phương hừ mấy người các ngươi trước đây rõ ràng đã lập được đánh cuộc nếu ta trước phá trận pháp đá này tâm cơ duyên liền trở về ta toàn bộ bây giờ đá này tâm cũng rơi vào trong tay ta các ngươi lại còn dám gió thổi lửa cháy muốn chia một chén canh ta liền đứng ở chỗ này người nào muốn cướp lấy trong tay của ta cơ duyên cứ việc tới thử xem nhìn ta một chút kiếm trong tay lợi nhuận là không lợi nhuận Vương đằng ánh mắt lạnh lùng, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, cả người vô địch khí thế toàn diện bùng nổ, uy áp bát phương, trong tay tu la kiếm càng là ông minh rung rung, từng cổ một mãnh liệt hung ác lệ khí cuồn cuộn, chấn nhiếp bát phương. Vương đằng cường thế thái độ, nhất thời để cho không ít người trong lòng rét một cái. Vi phạm thiên đạo lời thề, cùng vương đằng đánh một trận. Không ít người trong lòng cũng sinh ra do dự, bởi vì này giá quả thực quá lớn, nguy hiểm cũng quá lớn. Một mặt, vi phạm thiên đạo lời thề, rất có thể đem sẽ trở ngại đến bọn họ sau này tu hành. Mặt khác, vương đằng trước đây chém chết bắc cực cung cùng ma quật cường giả uy nghiêm, cũng là đối với bọn họ tạo thành không nhỏ chấn nhiếp, kia thiết huyết thủ đoạn tàn nhẫn, để cho trong lòng bọn họ có chút kiêm kỵ, nếu là lần này xuất thủ, cùng vương đằng đại chiến, trong bọn họ nhất định sẽ có người muốn bỏ mạng tay. Đồng thời uy hiếp, đồng thời tai họa ngầm, cũng không do bọn họ không cố kỵ. Hừ, hắn không qua một cái người mà thôi, chúng ta nhiều người như vậy, người người đều là thần thông bí cảnh cao thủ chẳng lẽ còn sợ hắn một người phàm tục vũ giả hay sao đá này tâm cơ duyên rõ ràng không giống bình thường các ngươi chẳng lẽ cứ như vậy chắp tay tặng người trơ mắt nhìn một cái chính là phàm nhân vũ giả đem lấy đi sao có người vẫn còn ở gió thổi lửa cháy xoẹt nhưng mà ngay tại lúc này một đạo hừng hực ánh kiếm màu đỏ ngòm trực tiếp phá toái hư không hướng người này chém giết tới rõ ràng là vương đằng xuất thủ không trần chờ chút nào cùng do dự Vương đằng ánh mắt rộng rãi động bắn vào trên người người này, giơ tay lên chính là nhất kiếm trực tiếp chém tới. Hơn nữa một kiếm này, không phải chuyện đùa, ẩn chứa lực lượng cường đại, vô địch khí thế, cùng với bất diệt kiếm ý gia trì, phong mang tất lộ, sát cơ như ma. Cái đó tránh trong bóng tối gió thổi lửa cháy người, chính là một cái thiên nhân cảnh tam trọng sơ kỳ cao thủ, căn không nghĩ tới Vương đằng ở dưới tình huống như vậy, lại còn dám trực tiếp hướng hắn xuất thủ, vì vậy căn liền chưa từng phòng bị. Phốc, sau một khắc, kia kiếm quang chính là trực tiếp chém chúng người này, tại chỗ đem đầu lâu chém bay ra ngoài, cặp mắt trừng tròn xoe, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Đến chết hắn cũng không thể tin được, Vương Đằng lại dám ở dưới tình huống như vậy xuất thủ, chẳng lẽ không sợ trực tiếp đưa tới tất cả mọi người vây công sao? T, tại chỗ những người khác thấy vậy, nhất thời tất cả đều hít sâu ngụm khí lạnh, rối giết trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm kia bị chém bay đầu tại chỗ bị mất mạng người, sau đó ánh mắt rối giết đầu xả hướng Vương Đằng, trong ánh mắt giống vậy lộ ra vẻ khó tin. Bọn họ giống vậy không nghĩ tới vương đằng lại sẽ trực tiếp xuất thủ, dứt khoát như vậy, như thế quả quyết, không chút sông dài, tứ vô kỵ đạn. Còn có ai không phục, vương đằng lạnh lùng liếc một cái kia bị hắn chém bay đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường, ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt bát phương, há mồm hét lên một tiếng. Vương đằng, ngươi lại dám giết ta linh tịch tông trưởng lão, ngươi. Linh tịch tông mọi người kịp phản ứng, nhất thời dối giết tức giận không dứt Cái đó tránh trong đám người gió thổi lửa cháy, bị vương đằng nhất kiếm chém bay đầu, tại chỗ bị mất mạng người, rõ ràng là linh tịch tông một tên trưởng lão. Nhưng mà còn không chờ bọn họ đem lời nói xong, vương đằng lạnh giá ánh mắt trong nháy mắt chiếu xa qua đến, rơi vào trên người người này, chính giữa một mảnh lạnh lùng cùng vô tình, còn có mấy phần hừng hực sát cơ ta liền giết hắn, thì như thế nào? Người nếu không phục, không ngại tiến lên một bước, vương đằng cười lạnh, cả người vô địch khí thế trùng thiên, không ai bị nổi. Người cuồng vọng, ta linh tịch tông là cao quý 10 đại tông môn, ngươi lại dám chém chết ta tông trưởng lão, hôm nay nếu là không cho lời giải thích. Tên kia linh tịch tông trưởng lão tức giận, lúc này tiến lên, muốn đòi một lời giải thích. Nhưng mà lời còn chưa dứt, ở tại vừa mới bước ra một bước thời điểm. Một đoàn huyết quang hưu bay ra, xé hư không, lôi cuốn vô biên sát phạt lệ khí, vọt thẳng hướng người này. Sát kiếm thuật, đệ tam thức, ngự kiếm thức, đạo huyết quang, rõ ràng là tu la kiếm. Phốc, sau một khắc, Đạo huyết quang chính là trong nháy mắt xuyên thủng thử nhân thân thể người này, trong miệng lời nói hơi ngừng, tại chỗ ngạnh ở trong cổ họng. Hắn cúi đầu, nhìn trước ngực một cái thầm trường kiếm màu đỏ xuyên thủng tim, chính đang điên cuồng thôn vệ trong cơ thể hắn tinh huyết. Thân thể của hắn nhanh chóng khô héo, ánh mắt càng ngày càng ảm đạm, nhưng là đột nhiên lại đột nhiên bùng nổ sáng chói hào quang, chính giữa tràn đầy mãnh liệt không thể tin, người lại dám. Lời nói chỉ nói đến một nửa, người này ánh mắt chính là hoàn toàn ảm đạm, thần hồn câu diệt đến chết hắn cũng không nghĩ tới, vương đằng thật không ngờ quả quyết, trực tiếp đưa hắn cũng cùng nhau chém chết. Còn có ai không phục, vương đằng đem tay vô một cái, tu la kiếm liền bay trở về trong tay, hắn đứng thẳng người lên, sợi tóc phi dương, đảo mắt nhìn chung quanh, thét dài quát lên. chương 617, tu la đan đế chương 615. Ta nhớ được mấy người các ngươi, mới vừa cũng không phục lắm, còn nói muốn cho ta đem thạch tâm giao ra cùng chung. Vương Đằng nhìn về phía kia mấy cái khác trước đây giống vậy hướng không phục, hơn nữa còn tuyên bố muốn cho hắn đem thạch tâm giao ra cùng mọi người cùng chung người, còn người chính giữa mang theo một vẻ trào phúng. Ngươi, mấy người kia thấy Vương Đằng ánh mắt quét tới, nhất thời ánh mắt run lên. Nhưng sau đó, nghĩ đến kia thạch tâm cơ duyên, trong đó tên kia thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh ngũ trọng trung kỳ cao thủ nhưng là lạnh rên một tiếng, Vương Đằng, ngươi quá tùy tiện. Như thế phát điên, tùy ý tàn sát linh tịch tông đạo hiếu, ta xem ngươi thật là nhập ma như người vậy người, căn không xứng nắm giữ đá này tâm cơ duyên, người đã không muốn giao ra đá này tâm cơ duyên, để cho mọi người chúng ta cùng chung, ta đây liền chỉ hảo chính mình tới lấy. Cái đó thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh ngũ trọng trung kỳ cao thủ, chính là 10 đại tông môn Bắc minh giáo cao thủ, người này tu luyện tới thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh ngũ trọng trung kỳ đã rất lâu, một mực khó mà tinh tiến, cho nên bây giờ cũng là vò đã mẻ lại sức, dự định mạo hiểm thiên đạo cắn trả nguy hiểm, bác nhất bác, cướp lấy thạch tâm cơ duyên, không đúng còn có thể mượn này cái thạch tâm cơ duyên đánh vỡ những ràng buộc thật sao muốn cướp lấy thạch tâm người cứ việc tới thử xem nhìn vương đằng cặp mắt híp lại trong ánh mắt sát ý không hề che giấu hư cố làm ra vẻ một mình ngươi người phàm nho nhỏ vũ giả mới vừa chém chết rất nhiều thần thông bí cảnh cao thủ mặc dù xác thực để cho người coi trọng một chút bất quá lại cũng bất quá là thừa nhóm người hư a à. bắc cực cung cùng ma quật những người đó trước đây liên tục đại chiến đã sớm pháp lực tiêu hao hầu như không còn chính trị suy yếu ngươi chẳng qua chỉ là thừa dịp của bọn hắn suy yếu thời điểm chém giết bọn hắn liền thật sự coi chính mình nhất định vô địch thiên hạ có thể không đem lão phu coi ra gì nói thiệt cho ngươi biết đi lão phu bây giờ mặc dù còn không có khôi phục toàn bộ pháp lực nhưng cũng đã khôi phục thất thất bát bát bằng vào ta thiên nhân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi ngươi căn không thể nào là đối thủ của ta như vậy đi ngươi nếu là có thể tiếp lão phu nhất đao lão phu hôm nay liền lúc đó dừng lại đá này tâm cơ duyên, liền trở về ngươi. Bất quá ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là không nên cậy mạch, lập tức đem thạch tâm cơ duyên giao ra, nếu không lời nói, ngươi sợ rằng không chịu nổi lão phu nhất đao, phải bị lão phu nhất đao chém chết. Tên này bắc minh giáo trưởng lão được đặt tên là Âu Dương không, giờ phút này hắn hai mắt nhìn chằm chằm vương đằng, đem tay vừa lột, một cái u minh trường đao liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Cây trường đao phía trên thiêu đốt sâu thẳm quỷ hỏa, nhìn vô cùng dữ tợn, âm khí âm u nhất đao vương đằng khóe miệng hiện lên một vẻ trào phúng chỉ bằng ngươi cũng dám tuyên bố nói muốn nhất đao chém ta ngươi mặc dù xuất thủ ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi như thế nào nhất đao chém ta lấy hắn thực lực bây giờ chỉ là thân thể cũng đã không giống vật thường tầm thường thiên nhân cảnh cao thủ căn không thể nào thương tổn đến hắn công liên tiếp phá hắn thân thể đều khó khăn chớ nói chi là nhất đao chém hắn hư ngươi đã không phải là muốn tìm chết vậy cũng chớ quái ta hạ thủ vô tình Nghe được Vương Đằng lời nói, thấy Vương Đằng mặt đầy cười lạnh cùng châm chọc, Âu Dương không nhất thời híp đôi mắt một cái, lạnh rên một tiếng đạo. Giết, hắn há mồm đại quát một tiếng, sau đó thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo cầu vòng sông lại, dưới chân lăng không một cái bước dài, trong phút chốc liền vào tới Vương Đằng trước mặt, sau đó hai tay giơ cao u minh trường đao. Bắc Minh thần đao, trùng thiên phá. Âu Dương không gầm nhẹ một tiếng, giống như nhân đao hợp nhất, trên người toát ra một cổ cường đại cuồng bạo đao thế, Kia U Minh trên trường đau mặt, hiện ra một cái to lớn đau ảnh, mang theo kinh khủng uy thế, hướng vương đằng hung hăng chém tới. Nhưng mà, đối mặt Âu Dương không cường thế vô cùng nhất đau. Vương đằng nhưng là không tránh không né, lại thật giống như là muốn muốn đón đỡ đối phương một đau này, thân thể giống như là cắm rễ ở giữa hư không, tùy ý kia cuồng bạo đau thế sôi trào mãnh liệt, đánh thẳng tới, hắn tự vị nhưng bất động. Là Bắc Minh giáo tuyệt học trấn phái một trong, Bắc Minh thần đao. Âu Dương không lúc nào tu luyện môn thần thông này, thật là mạnh uy thế. Bắc Minh thần đao công phạt vô song, uy lực vô cùng kinh khủng, cộng thêm Âu Dương không thiên nhân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi, vương đằng người này lại dám can đảm đón đỡ, chắc chắn phải chết. Được, tiểu tử này chết mới phải, hắn chết, chúng ta mới có thể chia một chén canh. Bốn phía các môn phái khác cao thủ nhất thời tất cả đều ánh mắt trong vắt, không nghĩ tới Âu Dương không lại luyện thành Bắc Minh giáo cái môn này tuyệt học trấn phái Bắc Minh thần đao hơn nữa có như thế cường đại uy thế dự đoán nhất định có thể tiêu diệt vương đằng bọn họ đến lúc đó cũng có thể đi theo chia một chén canh chia sẻ kia thạch tâm cơ duyên dù sao bọn họ mặc dù lập được thiên đạo lời thề không cùng vương đằng tranh đoạt đá này tâm cơ duyên nhưng nếu là vương đằng chết ở âu dương không trong tay đá này tâm cơ duyên rơi vào âu dương không trong tay vậy bọn họ cũng chưa có cái này cố kỵ to lớn đào ảnh chém xuống đến khoảng cách vương đằng chỉ còn lại ba thước khoảng cách nhưng mà vương đằng vẫn như cũ đứng lại bất động không tránh không né. Hư, tìm chết, lại thật muốn đón đỡ ta một đau này, không biết sống chết. Ta một đau này, coi như là thiên nhân cảnh ngũ trọng hậu kỳ thậm chí là đỉnh phong cao thủ, cũng chưa chắc chống đỡ được, bằng ngươi cũng muốn cứng rắn tiếp đó, nói vớ vẩn. Thấy vương đằng lại như cũ không tránh không né, Âu Dương không cặp mắt híp lại, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Hắn một đau này, căn không có bất kỳ nương tay. Vận dụng một kích mạnh nhất, không dám chút nào khinh thường bởi vì hắn biết vương đằng lợi hại không thể dùng lẽ thường để cân nhắc trước đây còn chém chết rất nhiều thần thông bí cảnh cao thủ mặc dù hắn thấy vương đằng mặc dù có thể dễ dàng càn quét bắc cực cung cùng ma quật những cường giả kia là là bởi vì bắc cực cung cùng ma quật những cao thủ kia ở chỗ này trước trong đại chiến tiêu hao quá lớn thân thể suy yếu đưa đến nhưng giờ phút này là lý do cẩn thận hắn lần này xuất thủ nhưng cũng là không có bất kỳ cất giữ chết đi to lớn đao ảnh cùng kia u minh trường đao hợp lại cùng nhau mang theo kinh khủng uy thế chém xuống. Nhưng mà ngay tại trường đao này khoảng cách vương đằng chỉ có nửa thước đang lúc. Vương đằng rốt cuộc động, hắn chậm rãi nâng tay trái lên, nhìn như chậm động tác chậm, kỳ thực nhanh chóng vô cùng. Chỉ thấy hắn nâng tay trái lên, đột nhiên một chút, tay không chính là chụp vào kia hừng hực lưỡi đao. Cái gì, tiểu tử này điên chứ, hắn lại nghĩ tưởng tay không vồ bắt Âu Dương không bắc minh thần đao. Trong nháy mắt, hiện trường thoáng cái vỡ tổ, không ít người cũng kinh hô thành tiếng sôi trào khắp trốn. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt, không thể tin được vương đằng lại sẽ như thế tự phụ, lại tay không đi bắt nhiếp Âu Dương không kinh khủng này nhất đao. Người tìm chết, Âu Dương không cũng là trong nháy mắt trợn to hai mắt, giật mình đồng thời, còn có mãnh liệt tức giận. Đối phương lại tay không vồ bắt hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo mạnh nhất nhất đao, đây tột cùng là có nhiều xem thường hắn, mới có thể ở trước mặt hắn tự phụ tới mức như thế. Dám can đảm tay không tới bắt hắn một đao này chương 618, chém chết Âu Dương không, chen, cơ hồ trong nháy mắt, Vương Đằng liền trực tiếp chộp vào to lớn mà hừng hực lưỡi đao trên. Tìm chết, Âu Dương không híp đôi mắt một cái, trong ánh mắt tràn đầy cười gần vẻ. Hắn một đao này, không giữ lại chút nào, mạnh mẽ vô cùng, Vương Đằng không qua một phàm nhân vũ giả mà thôi, dĩ nhiên cũng làm dám tay không vổ bắt hắn một đao này, không khác nào tìm chết. Nhưng mà, hắn tưởng tượng bên trong một màn này, lại cũng không xuất hiện chỉ thấy vương đằng tay phải vồ bắt ở đó hừng hực ánh đao trên, trong nháy mắt, nhất đao thanh thúy kim loại va chạm chi tiếng vang lên, sau đó rào một tiếng, rực rỡ tươi đẹp đốm lửa tung tóe ngay sau đó, cái kia hừng hực vô cùng ánh đao, dĩ nhiên cũng làm bị vương đằng bắt lại. Mà vương đằng bàn tay, lại không phát hiện chút tổn hao nào, phảng phất so với tiên kim cũng còn kiên cố hơn. Cái gì, bốn phía mọi người thấy vậy nhất thời rối rít con người co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, làm sao có thể, hắn lại thật tay không tiếc một đao này thật là đáng sợ thân thể hắn một người phàm tục vũ giả làm sao có thể sẽ có cường đại như thế thân thể lại tay không tiếc âu dương không một cái bắc minh thần đao t người này thật không ngờ mạnh mẽ khó trách kia nhờ cậy ma quật ma nhân tô minh thân là bất diệt chiến thể đều đang không phải là đối thủ của hắn bốn phía mọi người dối rít giật mình không thôi không nghĩ tới vương đằng thân thể thật không ngờ cường đại người 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 cái này không thể nào người nhưng mà một người phàm tục vì sao lại có cường đại như thế thân thể. Giật mình nhất thuộc về Âu Dương không không thể nghi ngờ, không có ai so với hắn càng rõ ràng bản thân một đao này mạnh bao nhiêu. Một đao này, hắn chính là không có mảy may nhường, nhưng là lại bị vương đằng tay không bắt lại, thức sự quá rung động, để cho trong lòng của hắn vén lên kinh đào hãi lãng, khó mà bình tức. Ta thủ đoạn, lại thật ra thì người có thể suy đoán. Vương đằng cười lạnh một tiếng, tay phải phát lực, nhưng bóp một cái. Rắc rắc, trong nháy mắt, kia hừng hực chồng lên nhau ở u minh dài trên đao to lớn đao ảnh cùng lưỡi đao chính là trực tiếp bị vương đằng một cái bóp nát bấy âu dương không cũng lập tức phục hồi tinh thần lại còn người rung dung ánh mắt rơi vào vương đằng trên người sắc mặt biến đổi đạo thôi lão phu mới vừa nói qua chỉ cần ngươi tiếp ta một đao này lão phu liền lúc đó dừng lại trận chiến này liền đến đây chấm dứt kia thạch tâm cơ duyên thuộc về ngươi âu dương không nói như vậy nhưng mà hắn vừa dứt lời đột nhiên giữa trong tay U Minh Trường đao lưỡi đao nhưng là nhưng một cái nghiêng về, bay thẳng đến vương đằng cổ cắt tới. Muốn nuốt một mình cơ duyên, chết đi cho ta, Âu Dương không trong ánh mắt tóe ra hừng hực vô cùng ánh sáng, chính giữa tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Hắn mới vừa rồi cố ý nói ra những lời đó, nghĩ tưởng muốn hạ thấp vương đằng cảnh giác. Bây giờ, lại cùng vương đằng khoảng cách gần như vậy dưới tình huống, một đao này càng là thừa chưa chuẩn bị, vương đằng tuyệt đối không thể lẩn tránh mở. Một đao này, vương đằng hẳn phải chết vương đằng lạnh lùng nhìn hắn đối mặt hắn một đao này vương đằng không có bất kỳ động tác thậm chí ngay cả né tránh đều chưa từng cứ như vậy đứng tại chỗ khóe miệng hiện lên một tia vẻ mỉa mai loảng xoảng trường đao trong nháy mắt chém ở vương đằng trên cổ trong nháy mắt đốm lửa tung tóe kêu u minh trường đao chém tới trong nháy mắt vương đằng cũng đã âm thầm kích thích bất diệt kim thân u minh trường đao chảm kích ở vương đằng trên cổ nhưng là liền vương đằng trên cổ ra thịt đều không có thể rạch ra căn không có thể thương tổn được vương đằng chút nào cái gì? Làm sao có thể? Âu Dương không còn người nhất thời co rụt lại, trong lòng trong nháy mắt sợ hãi không thôi, cả người lông tơ trong nháy mắt liền tạc lập lên. Mặc dù mới vừa Vương Đằng tay không ngạnh hám hắn Bắc Minh thần đao, cũng đã lộ ra sợ người nhục thân cường độ. Nhưng hắn chỉ cho rằng là Vương Đằng tứ chi tu luyện tương đối cường đại mà thôi, lại không nghĩ rằng Vương Đằng cổ lại nhờ như vậy vững chắc. Đây là đao thứ hai, Vương Đằng nhìn Âu Dương không, nghiêng liếc mắt trên cổ U Minh Trường đao trong mắt tràn đầy vẻ mỉa mai nhìn Âu Dương không. Âu Dương không sắc mặt biến biến hóa, sau đó liên tục vung động trong tay U Minh Trường Đao. Ta không tin người toàn thân đều như vậy vững chắc bất hủ. Âu Dương không gầm nhẹ một tiếng, trong tay U Minh Trường Đao phát động cuồng phong sậu vũ một loại điên cuồng tấn công đánh. Vương đằng như cố thở ơ không động lòng, tay cầm tu la kiếm mặt đầy vẻ hài hước nhìn Âu Dương không không ngừng công kích. Từng đạo kim loại va chạm tiếng liên miên bất tuyệt, đốm lửa tung tué để cho bốn phía còn lại xem cuộc chiến người không khỏi trong lòng kinh sợ, rung động không dứt. Tất cả mọi người đều há to mồm, nhìn giữa không trung Âu Dương không thi triển ra bú sữa mẹ khí lực, đều đang không cách nào thương tổn đến vương đằng mảy may, tất cả mọi người tâm đều không khỏi rung rung lên. Như thế thân thể, thật là đứng ở thế bất bại, thùy giữ tranh phong. Cái này làm cho còn lại người, lập tức liền hoàn toàn bỏ đi cùng vương đằng tranh đoạt thạch tâm cơ duyên ý nghĩ. Đùng đùng, Âu Dương không hướng về phía vương đằng liên tục công kích, nhưng ngay cả vương đằng một cọng tóc gáy đều không thể thương tổn đến, nhưng mà trong cơ thể pháp lực nhanh chóng tiêu hao. Vương đằng ngáp một cái, sau một hồi lâu, Âu Dương không công kích suốt cuộc dần dần lưa thưa đi xuống, liên tục cao cường như vậy độ công kích, so với cùng người liên tục kịch chiến cái hai ngày hai đêm còn muốn cho người mệt mỏi. Ừ, các hạ trước đây nói, chỉ cần ta tiếp người nhất đao, đá này tâm cơ duyên liền thuộc về ta, bất quá các hạ một đao này thật đúng là có nhiều chút phồn đa à ta ngủ gật cũng đến, không biết ngươi một đao này chấm dứt không có. Vương đằng ngáp một cái, cố ý mai thái Âu Dương không đạo, khóe miệng liên tục cười lạnh. Âu Dương không biết rõ mình khó mà không biết sao Vương đằng, công kích cũng rốt cuộc dừng lại, trong miệng hắn có chút thở hổn hển, sắc mặt hơi trắng bệch, trên trán tràn đầy mồ hôi lấm tấm, thật sự là mệt mỏi không nhẹ. Ngươi thắng, đá này tâm cơ duyên, thuộc về ngươi. Âu Dương không hít sâu một cái, bình phục một chút hô hấp nói. Ừ, các hạ còn có cái gì phải nói sao? Vương Đằng gật gật đầu nói. Âu Dương không ánh mắt chết nhìn chòng chọc Vương Đằng, ta muốn biết, người rõ ràng còn liền thần thông bí cảnh cũng không từng đạt tới, lại là như thế nào luyện thành cường đại như thế thân thể? Ừ, còn có cái gì còn lại phải nói sao? Vương Đằng lại gật đầu một cái, nhìn Âu Dương không nói. Âu Dương không trong lòng đột nhiên cảm giác không ổn, lúc này xoay người liền hướng đến Bắc Minh giáo chúng người nơi ở bỏ chạy, trừ vị trưởng lão cứu ta. Xoẹt, nhưng mà ngay tại lúc này một đạo đỏ thám kiếm quang đột nhiên lao nhanh mà ra trong nháy mắt bổ vào âu dương không trên người tại chỗ đem chém thẳng tại chỗ thạch tâm cơ duyên thuộc về bằng ngươi còn chưa có tư cách tới quyết định về phần ta thân thể vì sao sẽ mạnh như vậy ngươi liền đi xuống hỏi diêm vương đi thanh âm lạnh như băng chính giữa không mang theo bất kỳ gợn sóng tâm tình gì chậm rãi truyền vào âu dương không trong tai ao ao ồn ào âu dương không trong cơ thể tiên huyết trong nháy mắt đổ xuống mà ra bị tu la kiếm hấp dẫn Hướng tu La kiếm vẩn quanh tới, bị tu La kiếm thôn phệ. Ngươi, Âu Dương không chậm rãi quay đầu, còn người rung rung, chết nhìn chòng chọc Vương Đằng, há mồm vừa mới phun ra một chữ, sau đó thân thể liền trực tiếp sụp đổ thành hai nửa, tại chỗ không có tiếng hơi thở. Chương 619, bắt nạt ngươi thì như thế nào? Vương Đằng đem Âu Dương không pháp bảo chứa đồ cùng với chiến đao thu hồi. Âu Dương không nhưng là thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh ngũ trọng trung kỳ cao thủ, tài sản dĩ nhiên là phong dày vô cùng. Đương nhiên, trước đây chém chết những bác cực đó cùng cùng với ma quật những cao thủ kia pháp bảo chứa đồ các loại, chính là đã sớm bị hói đầu hạc len lén thu, vương đằng dĩ nhiên sẽ không bỏ qua những chiến lợi phẩm này, coi như là trước tạm thời cất giữ ở hói đầu hạc nơi đó, chờ được xử lý trước mắt sự tình còn phải cầm lại. Vương đằng nhàn nhạt liếc một cái âu dương không thi thể, sau đó ánh mắt đảo mắt nhìn tứ phương mọi người nói còn có ai không phục. Vương đằng ánh mắt quét về phía bắc minh giáo các trưởng lão khác, kia bắc minh giáo một đám cao thủ nhưng là dối rít quay đầu, không dám cùng vương đằng mắt đối mắt. Âu Dương không nhưng là thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh ngũ trọng trung kỳ cao thủ, liền hắn đều không phải là vương đằng đối thủ, bọn họ những người này càng không thể nào là vương đằng đối thủ. Giờ phút này tùy tiện ra mặt, chỉ sợ bọn họ sẽ bước lên bắc cực cung cùng ma quật mọi người hậu trần. Cho nên giờ phút này, đối mặt vương đằng ánh mắt bức thị, mặc dù bọn hắn trong lòng đều là lửa giận cuồn cuộn, nhưng là lại là không người nào dám lộ ra. Nhưng sát cơ, lại ở trong lòng bọn họ dũng động, vương đằng dưới con mắt mọi người chém chết hắn bắc minh giáo trưởng lão bọn họ ngoài mặt không dám hiển lộ ra sát cơ nhưng là trong lòng sát cơ đã sớm vén lên phong bạo nhưng mà bọn họ không biết là vương đằng thần thức vô cùng cường đại cảm giác cũng là phá lệ kinh người mặc dù bọn hắn cũng không đem sát cơ biểu hiện ra nhưng mà núp ở đáy mắt sâu bên trong nhưng là lại như cũng bị vương đằng cảm ứng đến các ngươi đối với ta có sát cơ muốn giết ta cho âu dương không báo thù vương đằng cặp mắt híp lại chính giữa một luồng hàn mang bung ra, soi ở Bắc Minh giáo trên người mọi người, uy áp mạnh mẽ hướng của bọn hắn áp bách qua. Vương Đăng, người đừng quá kiêu ngạo, Vương Đăng, chúng ta thụ với thiên đạo lời thề, giờ phút này bất tiện cùng ngươi xuất thủ, người đừng khinh người quá đáng. Thân là mười đại tông môn cường giả, bọn họ xưa nay cao cao tại thượng, lúc nào bị người như vậy áp bách qua. Hơn nữa, hay lại là ngay trước các phe thế lực khác mặt, cho dù trong lòng đối với Vương Đằng có nơi kiêng kỵ, nhưng là mặt ngoài công phu cũng phải làm được nếu hắn không là bắc minh giáo mặt mũi ở chỗ nào thật sao ta liền lấn phụ các ngươi lại nên làm như thế nào khác nghĩ đến đám các ngươi đem sát cơ ẩn núp ta liền không cảm giác được các ngươi đã đối với ta mang lòng sát cơ vậy cũng chớ trách ta đem bọn ngươi cũng cùng nhau xóa bỏ tỉnh sau này bị các ngươi nhớ vương đằng cười lạnh hắn từ trên người đối phương cảm giác sát cơ nếu trong lòng đối phương đối với hắn có mang sát niệm kia vương đằng cũng sẽ không có bất kỳ nhân từ nương tay lần này liên tục diệt nhiều người như vậy trong lòng của hắn sát niệm cũng là dâng cao trong đầu sát hại ma âm đã sớm sôi trào còn người chính giữa đỏ thắm tà quang hừng hực giết không có bất kỳ dư thừa nói nhảm vương đằng trực tiếp xuất thủ phải nhổ cỏ tận gốc đem trước mắt bắc minh giáo những cao thủ này chém giết sạch sành xanh hơn nữa trước đây khi tiến vào hỗn độn tiên điện trước bắc minh giáo đại trưởng lão đã từng truy kích qua hắn muốn cướp đoạt trong tay hắn khôi lỗi bạch long các loại nhân quả liền cùng một chỗ, Vương Đằng thì càng thêm sẽ không có gánh nặng trong lòng. Thân hình hắn lóe lên, sách tu la kiếm chính là bay thẳng đến Bắc Minh giáo mọi người xông lên. Người tùy tiện, Bắc Minh giáo mấy tên trưởng lão thấy vậy nhất thời con ngươi co rụt lại, tức giận lên tiếng. Ta liền tùy tiện, các ngươi làm khó dễ được ta. Vương Đằng cười lạnh, sát ý lẫm nhiên, trong tay tu la kiếm chém ra từng đạo đỏ thắm trói mắt ánh kiếm màu đỏ ngòm, ánh kiếm màu đỏ ngòm này đẹp đẽ sáng trói nhưng lại chí mạng, mang theo kinh người sát cơ. Ngươi, bác minh giáo mọi người nhất thời giận đến phổi đều phải nổ. Giết hắn, mọi người rốt cuộc không áp chế được tức giận, trong lòng sát cơ cũng không ở ẩn núp, hoàn toàn bộc phát ra, sát cơ mãnh liệt như nước thủy triều, cuốn về phía vương đằng. Mọi người cùng xuất thủ, các hiển thần thông, trong nháy mắt, đủ loại cường đại pháp ánh sáng bay vùn vụt, phù văn đầy trời, từng đạo pháp bảo trấn áp qua. Nhưng vương đằng nhưng là thế không thể đỡ, không nhìn hết thảy công kích, chỉ công bất thủ. Phốc phốc phốc, hắn giống như trong địa ngục đi ra tu la, cắt lấy bác minh giáo chúng tánh mạng người, đỏ thắm kiếm quang không ngừng lóe lên, từng viên đầu phóng lên cao. Sát sát sát, vương đằng trong đầu, sát hại ma âm đang sôi trào, gầm thét, đem trong lòng của hắn sát cơ vô hạn phóng đại, hắn toàn bộ thức hải, đều bị nhuộm thành màu đỏ thắm. Không được, này người nhục thân quá mạnh, chúng ta công kích căn thương không hắn. Chư vị, người này đã nhập ma đạo, hắn trước diệt bắc cực cung mọi người, lại diệt ma quật các cao thủ bây giờ lại đối với chúng ta bắc minh giáo xuất thủ rõ ràng là muốn từng cái kích phá đem mọi người chúng ta toàn bộ tiêu diệt chư vị còn không ra tay còn đợi khi nào mau liên thủ với chúng ta tiêu diệt này ma mới có thể chu toàn tánh mạng bắc minh giáo mọi người dối rít sợ hãi không thôi trong nháy mắt liền có mấy tên bắc minh giáo cao thủ bỏ mạng ở vương đằng dưới kiếm mà bọn họ công kích nhưng là căn không cách nào đánh cho bị thương vương đằng chút nào một tên bắc minh giáo trưởng lão tâm niệm vừa động há mồm giống to hướng tại chỗ thế lực khác nhờ giúp đỡ muốn đưa bọn họ dụ dỗ cùng chấn áp vương đằng không thể không nói người này gặp thời ứng biến xác thực lợi hại vài ba lời dĩ nhiên cũng làm nói chúng mọi người chỗ yếu hồi tưởng lại vương đằng trước sau tiêu diệt bắc cực cung cùng ma quật các cao thủ bây giờ lại phải tiêu diệt bắc minh giáo mọi người cái này nhìn thật có muốn tiêu diệt tất cả mọi người tại chỗ khuynh hướng nghĩ tưởng muốn đem nó môn phân mà ăn từng cái kích phá vì vậy nghe được bắc minh giáo người này lời nói tại chỗ những người khác nhất thời dối rít sắc mặt biến biến hóa ánh mắt nhìn về phía vương đằng ánh mắt lóe lên tâm niệm bách chuyển ai muốn tìm cái chết cứ đi lên đánh một trận đối mặt cục diện này vương đằng căn không có bất kỳ giải thích tùy tiện cực kỳ hắn căn không có đem mọi người tại đây coi vào đâu trước đây ở linh dược viên bên trong hắn mới chỉ là nói cùng bí cảnh tu vi mà thôi chính là đại khai sát giới chém chết nhiều cường giả bây giờ hắn thông qua thiên tâm bảo đan tòng mệnh tuyền bí cảnh Nhảy qua vạn tượng bí cảnh, trực tiếp tấn thăng đến tiên đài bí cảnh hậu kỳ, lớn như vậy tu vi nhảy, đã sớm xưa không bằng nay. Hơn nữa, trước đây liên tiếp chém chết Bắc Cực cung cùng ma quật chúng cường giả, để cho hắn vô địch khí thế cũng nhận được tăng lên, tăng cường. Lấy hắn thực lực bây giờ, chính là địa cung này người trong toàn bộ cùng tiến lên, hắn cũng không sợ. Huống chi, trong tay hắn còn trong tay nắm giữ khôi lỗi Bạch Long, cùng với xích lân long xả hai cọc đại sát khí. Ai dám ra tay, đó chính là tìm chết. Chư vị, môi hở răng lạnh a. À. Bắc Minh giáo người trưởng lão kia thấy mọi người bị vương đằng một câu nói chân áp, nhất thời nóng nảy hô, gió thổi lửa cháy. Nhưng mà mọi người thấy vương đằng kia thành thảo ung dung tư thái, căn không thèm để ý bọn họ cùng liên thủ dáng vẻ, nhất thời không khỏi dối rít trong lòng rét một cái, liền vội vàng đè xuống ý nghĩ, có người hừ lạnh nói, hừ, tự các ngươi chiêu chọc đến vương đằng đạo hiếu, lại còn muốn đem chúng ta lôi xuống nước, lòng dạ đáng chém. Một tiếng hừ lạnh, coi như là tỏ rõ thái độ, đối mặt vương đằng bày ra tư thái cường thế mọi người cuối cùng vẫn không có lựa chọn ra tay mà là dành thời gian âm thầm khôi phục pháp lực chỉ có khôi phục toàn bộ pháp lực khôi phục lại trạng thái tột cùng có đầy đủ thực lực mọi người mới có thể an tâm